xem với những điều học là vì đánh xa sự nói dối sura me re yama cha pa ma da ha na về mà đi thì ta biết anh tham ma ya mi còn xem với những điều học là vì đánh xa sự dị uống rượu và các chất say. Mana ti ba ta ve ra ma ni si kha ma lang sa ma di ya me con xin vâng dự điều học là cô ấy tránh xa sự sạc sanh a di na da na ve ra ma ni si kha ma lang sa ma di ya me con xin vâng dự điều học là cô ấy tránh xa sự trộm cắp ta me su mi sa cha ra về Ramani Sikha Padang Samadhyami con xin vâng giữ điều học là cô ý tránh xa sự tà hành Mau Sa Vada về Ramani Sikha Padang Samadhyami con xin vâng giữ điều học là cô ý tránh xa sự nói dối Surame Rayamachapamadathana về Ramani Sikha Padang Samadhyami con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Ít mai ni ban cha sĩ ca bậc đà ni sa tu căn ca tu an a ba ma đề la ni cha ca lăng samara kỳ tập băng chư Phật tử sau khi tọa trì tâm quy phần ngũ giới nơi tâm bảo rồi phải ráng mới giữ hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. A ma phan tê và chúng con xin vâng. Sì lệ na su ca tinh doan ti sì lệ na phu ca sâm bát đa sì lệ na ni phu tinh doan ti ta sư ma sì lăng vị số thát dê các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dị giới được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dị giới được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dị giới bởi các kẻ cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật chưa được trong sạch đừng đệ lâm nhờ xa thu lành thai uất tam mang ghê na quan đề hằng ba đà phẳng sâm ba ruột tam mang bồ thề yo kali to đỡ sơ bồ thơ tam tu tăng ma mang con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ phi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thanh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con của ta mang ghê na quanh đê hăng thầm anh cho đức quý thần và răng thầm mê vô ca đi tâu đổ sâu thầm mô thầm mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con của ta mang ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cha đu vi thoát ta mang sẵn khê vô khả đi tổ đô sơ sẵn khô tham mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là thành tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. So anthalato sukito varuno bodhassa sane arogo sukito isaha sabbe nyati kvisa anthalatham sukita varuna bodhassa sane aroga sukita hoi isaha sabbe nyati kvite anthalatha sukita varuna bun tha sa cha ne a ro ga su ki ta ho tha sa ha sa be hi nya ti phiên cầu
xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín phải bình hoàn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Xa thu xa thu lành thai, phước lành con đã tạo ra, đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, a nguyện thành pháp đầu để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho kiền não sớm yên, trở mau giải thoát kê liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhậm kỳ đắc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai được lửa binh, nguyện thầy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoàn tham sân si độc sanh. Nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện cho đạo quả sớm viên thành. Dạ, con xin sám hối, dạ, con cung thỉnh ngài chúc phúc cho đạo tràng ạ. Hình như con thiếu thiếu một điều gì rồi, dạ, con nhân mít đến ngài ạ. Alo, xin Nhật Quỳnh đi tiếp tục đi ạ. Phần phúc chúc đã xong rồi. Mời xin Nhật Quỳnh, thời gian sắp hết, tiếp tục nha. Dạ, con bị phân tâm ở ngoài rất là nhiều nên con hình như con thấy cảm thấy thiếu thiếu và bạch ngài. Đọc kinh con cũng không dám đọc lớn nên con rất bị phân tâm ạ. Dạ, con cánh này cho ơn ngài và đạo tràng. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành, nguyện gìn tam học gia định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Dặn kinh chi cu sa la cảm ăn cách tập ăn ký đi văn mà ca dê na quả cha ma na sa thì đa sê su ga tăng ca tăng dê sa ta sa ni nô a thị dê ca sa ta a sa ni nô ca tăng buồn nhập a lăng mày hăng sa bê pa ghi pa quan tu tê dê tăng ca tăng su vi đi tăng điện năng buồn nhập a lăng mày gia dê ca ta thana cha nan thì đệ qua gần to ni dê đa dung sắp bê lô cam ni dê sa ta chi quan ta ha ra hê tu ca ma mun năng khô cha năng sắp bê lập hòa tu ma ma chê na sa ti. Do quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con và chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới Nhật Quỳnh lễ bái thăm bảo và thọ trì quy giới. Nhờ phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ đầu giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng thành kính dâng quả phước này đến với Chư Trung Đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá, cũng dâng quả phước này trợ duyên chúng con phát sạch để chúng con tu tập sớm đoạn trần khổ thái sanh luân hồi. Nam mô Bích Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sankha Giá. Dạ.
Bây giờ thì con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư Tôn Đức, với bà, với cô tu nữ và đạo tràng. Và trong thời kinh hôm nay con rất nhiều sơ xuất, nhưng mà do hoàn cảnh của con cố gắng hết sức rồi. Và con có gì sai lầm con cũng kính Ngài và đạo tràng hãy hoan hỷ cho con. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, bây giờ thì con kính nhân mít đến Ngài Trí Đức á, con kính nhân mít đến Ngài. Trước khi bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng, anh xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Nam mô Bích Thai giá, Nam mô Tham Mai giá, Nam mô Sang Kha giá. Tăng A La Hà Di Cô Na Sang Du Tăng Bụt Đăng Si La Sa Nam Ma Mi Tăng Cha Bụt Đăng Ni Mê Hi Sa Ca Re Hi An Thị Cu Chạy Gia Mi Hồng Danh Phật Nhiệm Màu Ứng Cúng Kính Đứng Kỳ Minh Hành Đủ Đức Ân Thiện Đề Cao Dời Bậc Thế Gian Giải Chi Bày Chân Tâm Vô Thần Sĩ Pháp Thăng Thịnh Diệu Bậc Trường Phu Điều Ngự Độ Sanh Thiên Nhân Sư Đăng Cha Lành Phật Đà Toàn Giá Thế Tôn Trong Đời Tăng So Khai Ta Đi Cô Nà Sang Vô Tăng Thông Măng Sê La Sa Nam Ma Mi Tăng Chà Thông Măng Ý Mê Hi Sắc Ca Rê Hi A Phi Phu Chà Gia Mi Pháp Vi Diệu Cha Lành Khéo Dạy Lìa Danh Ngôn Giác Ngộ Hiện Tiền Vượt Thời Gian Chứng Vô Biên Sắc La Đại Ngộ Pháp Nhân Liễu Tường Đạo vô thường đến rồi thấy rõ hướng thượng tâm thoát ngõ vọng trần trí nhân từ ngồi giả chân diệu thường tình lạc pháp ân nhiệm màu tăng sanh khai tai đi con này sanh vô tăng sanh khăn xếp xa nam ma mi tăng kẻ sanh khăn y mê hi sập ca rê hi a phi phun kẻ gia mi bậc diệu hành thinh văn thức tử bậc trực hành Pháp Lữ Thiền Gia Bậc Như Lý Hành Tăng Già Bậc Chân Chánh Hành Giữ Tòa Thế Tôn Thành Đạo Quả Bốn Đôi Tánh Chúng Đại Đức Phật Ứng Cúng Tôn Nghiêm Cung Nghinh Kính Lễ Một Niềm Thánh Chúng Vô Thường Phước Điền Thế Gian Ratanatiyasawanda Mi Do nhờ quả đức của chư Phật Do nhờ quả đức của giáo Pháp Do nhờ quả đức của chư Tăng Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo tùy từ gia hộ đến quy trong đạo tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Bụt Tha Giá phần lễ bái Tam Bảo tán dương ân đức Phật Pháp Tăng đã xong. Hôm nay là cái ngày mà Thượng Tọa Quán Không đến với đạo tràng của chúng ta. Nhưng mà vì chế hiếu Thượng Tọa Quán Không đi về trong cái dịp bình yên của mẫu thân cho nên vắng mặt ngày hôm nay thì chúng ta cũng biết cái chữ hiếu là đứng đầu ha. Thì trường hợp mà Thượng Tọa đã ra đi về Huế và cũng có báo cho chúng tôi biết và đó là cái duyên sự cho chúng ta biết rằng hôm nay Thượng Tọa Quán Không vắng mặt với một cái hội chúng với một cái đạo tràng khi mà chúng ta tụ tập quy tụ về đây thì chỉ có hai điều một là im lặng của bậc thánh hai là chúng ta đã sinh hoạt như thế nào để không khí để cái thời gian đừng có trống vắng. Cái điều này nhắc nhở cho những vị mà quản trị viên, những vị admin á có trách nhiệm. Bây giờ giảng sư không có nhất là quý vị thấy rằng khi mà chữ tăng không có vô kịp trong đạo tràng thì quý vị cũng tự xin giới cũng làm cho đạo tràng của chúng ta sinh động mà hình thức xin giới như vậy không phải là phi pháp mà rất là hợp pháp không có chư tăng
à, quý vị vẫn sinh giới, vẫn thọ trì quy giới. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy rất linh động. Và hôm nay không có giảng gì thì quý vị coi như áp dụng như thế nào đây, để chúng ta duy trì phát triển cái room này. Bây giờ hỏi ý kiến của quý vị. Hôm nay giảng sư vắng mặt. Bây giờ đặt trường hợp chúng tôi không phải là cái giờ này giờ của chúng tôi, thì bây giờ quý vị làm gì đây? Quý vị làm gì cho cái room này nó sinh động? Cái điều này là tôi mời Thích Nhật Quỳnh. Thích Nhật Quỳnh nói rằng hôm nay hơi bị phân tâm, đến với đạo tràng vì công việc này công việc kia mà phân tâm. À, vậy thì bây giờ mời Thích Nhật Quỳnh ý thức lại. À, trong sự sinh hoạt ngày hôm nay, Thích Nhật Quỳnh đưa ra một cái đề tài nào để đạo tràng của chúng ta coi như vào cái đề tài đó cảm thấy là thích nghi. À, bởi vì hôm nay thì quý vị cũng biết rằng Việt Nam thì chưa, nhưng mà đối với nước ngoài thì hôm nay là mùng 3 Tết rồi. Mùng 3 Tết rồi thì những cái Tết bận rộn của thế tục làm cho chúng ta bị chi phối. Thì trong cái tâm trạng đó, chúng ta có sao nó vậy, những cái gì trước mắt để chúng ta coi như giải khuây đi, hoặc là những cái gì mà nó vướng bận trước mắt chúng ta đem ra để mà hỏi ý kiến chung của đạo tràng, để chúng ta học hỏi. Bởi vì nhân vô thập toàn, một bàn tay không thể vỗ keo được, một cuốn án không tạo nên mùa xuân. Vậy thì những cái gì trong cuộc sống mà chúng ta thắc mắc, chính đây là cơ hội chúng ta học hỏi lẫn nhau. À, xe quá nà chá bà là nằm bánh đi tà nằm chá xe quá nà xa lìa người á thân cận bậc trí tuệ. Mà đấy là một cái cơ hội để chúng ta giải tỏa những cái điều mà chúng ta gây rất ưu tư cho cuộc sống của chúng ta xáo trộn, nghĩa là mất trật tự và bị phân tâm, không được thăng bằng trong cuộc sống. Thì trong những cái dịp mà đạo tràng không có giảng sư, thì quý vị, nhất là cái vị nào mà ngày hôm đó là lễ ba tâm bảo thọ trì quy giới, có trách nhiệm thỉnh pháp sư ngày hôm đó, thì ngày hôm đó là cái ngày mà quý vị phải thể hiện cái khả năng của mình để linh động với cái sự ứng biến, làm sao cho room duy trì, chứ không phải nói là không có giảng sư hoặc là thiếu người này thiếu người kia là chúng ta không sinh hoạt được. Và sự tồn tại của cái room này là do quý vị. Chúng tôi chỉ là những cái người mở ra cái room này để rồi học hỏi nè quý vị, chứ đừng nghĩ rằng chúng tôi đến đây làm thầy. Quý vị phải nghe lời chúng tôi, chúng tôi nói cái gì cũng đúng hết. Cái đó là một cái sự sai lầm. Mà chúng ta học nơi đám đông, học nơi cái gì xảy ra trước mắt trong cuộc sống của chúng ta, cũng giống như ở trên cái room này. Quý vị có nhất trí với chúng tôi như vậy hay không? Rồi bây giờ mời Thích Nhật Quỳnh. Thích Nhật Quỳnh có thể đưa ra cái đề tài để sinh hoạt, hoặc là đưa ra cái ý kiến để hỏi chung đạo tràng chúng ta phải sinh hoạt như thế nào khi mà thiếu giảng sư. Thích Nhật Quỳnh ha. Nam Mô Bích Tha Giá. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức, những mình kính chào đạo tràng và cảm ơn Thiện Vũ. Mến chào Thiện Vũ. Dạ, con kính bạch ngài và đạo tràng. Đúng ý ra là thời gian này là con không có vào đạo tràng được, con đã xin phép ngày trước rồi.
Nhưng mà con bây giờ cảm thấy rằng mình không vào đạo tràng thì giống như mình bị thiếu sót một cái gì đó. Cái thứ hai, không hiểu ngày mai mình còn sống hay không, thì nên con cố gắng hết sức để vào đạo tràng. Và những ngày của con có trách nhiệm, thí dụ ngày Chủ nhật, ngày hôm qua là ngày con có trách nhiệm mà con phải nhờ một vị thì tụng kinh, một vị thì hồi hướng. Con cũng cố gắng để con cầm, để đạo tràng không phải bị trống vắng. Còn ngày hôm nay là ngày của Sức Tâm Phương. Nhưng mà hồi trưa Tâm Phương có nhắn với con là nhờ con tụng kinh. Con cũng không làm sao từ chối được. Thì giờ đó là ở bên Việt Nam, thí dụ như Sức Hồng Mai, thì nửa đêm rồi, con cũng không thể nhắn được. Bên chị Bách Ta cũng là giờ khuya, con cũng không dám nhắn. Rồi thì Kim Nhung thì lại không có trong thời gian 10 ngày rồi. Nên anh con phải hứa với Tâm Phương. Và con đã cũng cố gắng hết sức mình để con vào con lễ bái Tam Bảo. Và con định là lúc nãy con có hỏi ngài là hôm nay như thế nào, thì ngài nói là ngày của Sư Quán Không. Con cũng định cố gắng là khi Thượng Tọa Quán Không vào thì con sẽ thỉnh Pháp Sư và đưa đại tài lên, rồi con cũng xin phép ngài. Tại vì hoàn cảnh con rất là khó khăn, con cố gắng hết sức mình rồi, nên là con vào thôi. Bây giờ con cùng thỉnh ngài và đạo tràng, trường hợp còn lại thì hãy giúp giùm cho con, chứ con không thể cầm bích được nữa. Và con tụng kinh mà con còn không có dám nói lớn, nên con bị rất là phân tâm. Và nếu ngài biểu con ra một cái đề tài thì con xin phép là nếu một gặp một cái nghịch cảnh mình không thể vào đạo tràng được, nếu mình vào đạo tràng mình sẽ gây cho người khác, tạo một cái ý nghĩa tốt, không tốt với giáo pháp của Đức Thế Tôn, thì làm cho người ta con cảm nhận như là mình vô tình mình tạo thiện pháp mà mình làm cho người khác tạo ác pháp. Thì trường hợp quý vị trong đạo tràng sẽ xử lý như thế nào? Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, con cung thỉnh ngài chủ trì cái đề tài này, nếu mà ngài muốn con ra đề tài mà con cũng không thể cầm bích được nữa. Dạ, con cung thỉnh ngài giúp đỡ giùm cho con và đạo tràng giúp đỡ giùm con. Nam Mô Bích Tha Giá, con kính dân bích đến ngài. Sa thủ Sức Nhật Quỳnh, rất là hoan hỷ. Bây giờ Sức Nhật Quỳnh hãy đưa lên cái đề tài đó, bởi vì trong hoàn cảnh của chính mình không giải quyết được, đương bối rối trước nghịch cảnh, thì bây giờ nhờ đạo tràng giải quyết. Nếu đặt trường hợp cái vị trí của quý vị giống như Sức Nhật Quỳnh thì chúng ta giải quyết như thế nào? Một con án không làm nên mùa xuân, nhưng mà nhiều con án thì mùa xuân sẽ tốt đẹp. Trong đợt hành của chúng ta cũng có một cái nickname chiếc lá mùa xuân. Một mùa xuân mà chỉ có một chiếc lá như vậy thì mùa xuân nó đơn độc quá. Rất tiếc rằng hôm nay chiếc lá mùa xuân không đến với đạo tràng. Nếu mà chiếc lá mùa xuân đến với đạo tràng thì chắc chắn cái đề tài của Sức Nhật Quỳnh đưa ra rất là thích nghi, và chắc là lý do để lấy cái nét lá mùa xuân đó, chắc chắn rằng chiếc lá mùa xuân đó, sẽ giải quyết được cái vấn đề này. Có nghĩa là ngọc nghịch cảnh không có thuận để vào đạo tràng thì quý vị nên như thế nào? Một đề tài hay, một đề tài hay, mà cái điều này chắc cũng là một cái sự trăn trở khi mà chúng ta là người con Phật thường ngày sinh hoạt ở trong cái room này, và chúng ta sinh hoạt thường xuyên như vậy, nhưng mà vì bận một cái gì hoặc là vì một lý do gì đó mà chúng ta không đến được cái room này, thì tâm tư của quý vị nghĩ sao? Đây là điều Sức Nhật Quỳnh trăn trở.
Mà xích nhiệt quỳnh tăng trở lên thế này thì nếu mà gặp chiếc lá mùa xuân thì chắc chắn là chiếc lá mùa xuân đưa tay giải quyết liền. Nhưng khổ nổi là chiếc lá mùa xuân bây giờ coi như cảm thấy đơn độc, mùa xuân mà chỉ có một chiếc lá buồn quá, cho nên cũng lặng luôn hay là rụng luôn rồi. Rồi bây giờ đây là đề tài xích nhiệt quỳnh thắc mắc, tăng trở, gặp nghịch cảnh không thuận để vào đạo tràng thì quý vị nên như thế nào? Cái này nó thiết thực hơn là cái sự đề nghị của Sích Kim cho nghe ngài Tam Tạng giải pháp. Mà ngài Tam Tạng giải pháp, nếu mà chúng tôi đưa lên ngài Tam Tạng Kapila thì sao? Ngài Tam Tạng mà Kapila mà thuyết theo ý mình chứ không phải là thuyết theo cái vấn đề ý nghĩa của giáo pháp, thì quý vị sẽ nghĩ sao? Thôi bây giờ trước mắt gặp nghịch cảnh không thuận để vào đạo tràng thì quý vị nên như thế nào? Đây là thiết thực này. Thiết thực có nghĩa là sanditiko, thiết thực trong hiện tại. Chúng ta thấy cái gì, chúng ta vướng mắc cái gì thì chúng ta nên gỡ cái đó. Và đây là cái tâm trạng của Sích Nhật Quỳnh. Rồi mời quý vị tham khảo rồi có ý kiến. Cái này nó thiết thực hơn ha. Alo, ai là người có ý kiến đầu tiên? Cứ mạnh dạn. Ví dụ như hôm nay gặp nghịch cảnh không thuận để vào đạo tràng, đó là trường hợp của Thượng Tọa Quán Thông. Mẹ bệnh vì chữ hiếu, ngày hôm nay ngày của mình, nhưng mà rồi mẫu thân gặp cái hoàn cảnh như vậy thì bây giờ sao? Sống rài chết mai, tuổi cao sức lớn, Mà bây giờ không về, để rồi sau này ân hận. Khi mà mẹ mất rồi sẽ trở thành mồ côi, và trên đầu của mình một cái sự ngậm ngùi, một cái sự nguyền rủa được con bất hiếu. Mẹ bệnh không về, để rồi mẹ ra đi, thì trong những cái giây phút mà coi như nhắm mắt thắt hơi trong cái tâm cận tử như vậy, con mình không có ở một bên, thì quý vị nghĩ sao? Đức Phật cũng vì chữ hiếu, chứ đừng có nghĩ rằng Đức Phật đã là thầy của chư thiên và nhân loại thì coi Đức Vua Tịnh Phạn không ra gì, coi Hoàng hậu Maya không ra gì. Thì quý vị thấy rằng ngài đã là Phật, thầy của chư thiên và nhân loại, nhưng mà đối với Đức Vua Tịnh Phạn bệnh, ngài cũng vẫn có mặt. Rồi Hoàng hậu Maya Yashan đã về thiên giới, nhưng mà phải lên tế độ cho mẫu thần chứng đắc thánh quả. Thì chúng ta thấy Đức Phật cũng vì chữ hiếu chứ không phải là không. Thì gặp nghịch cảnh không thuận để vào đạo tràng, như trường hợp của Sích Nhật Quỳnh, tụng kinh cũng dám tụng lớn, rồi tâm sợ, cho nên khi tụng kinh thấy bị phân tâm nhiều, không biết mình đọc vậy đúng hay sai ha. Đó là một cái trường hợp mà đúng thực tế, đúng với cái hiện thực mà chúng ta không làm chủ được chính mình, thì quý vị nghĩ như thế nào? Alo, đây là một điều mà chắc chắn rằng tâm trạng của quý vị cũng nghĩ như vậy, cũng có những lúc như vậy chứ không phải là không. Vậy thì xin mời ý kiến của quý vị. Ý kiến của quý vị sẽ giải tỏa cho Sích Nhật Quỳnh mà cũng giải quyết cho chính mình khi mình hiểu sự mình không đến với đạo tràng. Alo, xin mời bàn tay của quý vị. Quý vị có sao nói vậy đi ha. Đó là cái điều mà chân thật, đó là một cái điều mà quan trọng. Trong room này chúng tôi thấy chỉ có huynh Giang Nhật Hà là một ha, rồi huynh học giáo pháp là hai, rồi huynh Sang là ba, rồi không biết còn bao nhiêu thiện gia nam tử nữa. Thì bây giờ với đề tài này thì ý kiến của quý vị nghĩ sao?
cứ mình dành dạy dạy giải quyết đi. À, quý vị đừng ở trong chờ nhớ vị giảng sư. Mà chúng ta đến đạo tràng, khi mà giảng sư không có thì chúng ta phải tự giải quyết vấn đề. À, đó là gặp nghịch cảnh ha. À, gặp nghịch cảnh không có thuận thì chúng ta không lẽ đến đây ngồi chơi xin nước à? À, chúng ta đến đây rồi chúng ta học, mà học thì phải hỏi. Rồi mời Siết Metta, sao thủ, sao thủ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Ca. Dạ, cảm ơn cô Mai, cảm ơn cô Thiện Vũ. Dạ, cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, ba người là đủ quá rồi. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, và con kính chào tất cả quý vị trong đạo tràng. Dạ, nãy giờ thật sự là con không có ở trước máy đầy đủ từ lúc ngày mở room tới bây giờ. Con hôm nay con cũng có việc mà không thể có mặt trước máy từ đầu giờ cho đến giờ. Dạ, thì đó cũng con cũng có cái nghịch cảnh hôm nay, nhưng mà không sao. Đối với con, cái chuyện hôm nay thì trường hợp của con đó là cũng nhỏ thôi. Rồi bây giờ thì con có thể đã vào room ngồi trước máy được. Nãy giờ thì thật sự lời của cô Nhật Quỳnh nói thì con không có nghe được gì hết. Nhưng mà con vô con nhìn lên cái đề tài hôm nay là đạo tràng sinh hoạt tùy duyên, gặp nghịch cảnh không thuận để vào đạo tràng thì quý vị nên như thế nào. Con đọc đây thôi chứ còn con không nghe cô Nhật Quỳnh nói gì. Dạ, nhưng mà dẫu sao thì đối với con, cô Nhật Quỳnh thì con cũng hiểu được phần nào về cái hoàn cảnh, cái tâm trạng của cô. Cho nên con mới dám lên để mà chia sẻ với cô. Dạ, đối với con, nếu mà con gặp nghịch cảnh, con không có vào đạo tràng được thì thật sự là con cũng chịu thôi. Và con cũng nghĩ là con phải tùy duyên thuận pháp. Biết rằng bức xúc lắm, cũng có thể nói là cũng sân. Nhưng mà thôi, nếu con gặp cảnh như vậy thì con cứ nghĩ rằng mình trước đây trong nhiều kiếp trước mình đã tạo cái nhân gì mà bây giờ mình phải gặp nghịch cảnh thì thôi, thì mình phải chịu thôi. Nếu con gặp vậy con cũng phải chịu, và con cũng sẽ từ từ để mà để cho cái tâm tư nó quân bình trở lại. Và những cái buổi sinh hoạt nào mà không vào được thì con sẽ từ từ con nghe lại trên Facebook hay là gì đó. Thì con cố gắng con làm thế nào để cho cái tâm nó quân bình trở lại bằng cách là con niệm Phật hay là con hành thiền như thế nào đó, thì cho cái tâm nó quân bình trở lại. Và con nghĩ rằng cái gì cũng vô thường. Hôm nay mình gặp nghịch cảnh thì rồi đây nó cũng phải qua thôi, chứ nó cũng không có đeo bám mình hoài đâu. Thì từ từ rồi nó hết nghịch cảnh rồi mình gặp thuận cảnh thôi. Và theo con thì con nghĩ vậy. Mà con cũng có nhiều cái cảnh này rồi nữa. Con cũng có gặp nhiều cái nghịch cảnh lắm. Nhưng mà con cố gắng, con bình tâm lại, rồi từ từ sau nó cũng qua. Và đối với con là như vậy. Còn đối với những quý vị khác hay trường hợp của cô Nhật Quỳnh thì
con không biết như thế nào. Nhưng đối với con, nếu mà con gặp nghịch cảnh như vậy thì con xin phép là con cũng tùy duyên thuận pháp, con cũng phải chịu thôi. Và con cố gắng tìm đủ mọi cách để mà mình cho cái tâm mình nó quân bình trở lại. Và mong rằng thì cái gì nó cũng vô thường, nó đến rồi chắc nó cũng phải đi. Và chứ con cũng không biết phải làm gì hơn. Là đối với con là con nghĩ là con phải làm vậy thôi. Dạ thôi bây giờ thì quý vị trong đạo tràng chắc là quý vị cũng sẽ có nhiều cái ý kiến hay để giúp cho cô Nhật Quỳnh cũng như là giúp cho Meta. Bởi vì Meta cũng đã từng gặp nhiều cái nghịch cảnh lắm rồi. Dạ thôi thì con xin trả máy lại cho đạo tràng. Sa tu xin mê ta không ngờ xin mê ta về giáo pháp có một cái chiều sâu. Chiều sâu ở đây có nghĩa là khi mà chúng ta gặp nghịch cảnh thì chúng ta phải biết trong cái nghịch cảnh đó nó cho chúng ta là cái thuận hay là cái nghịch. Mà ở đây thì xin Nhật Quỳnh gọi là nghịch cảnh. Vậy thì sự, cái nghịch cảnh trong cái vấn đề tu tập của chúng ta có nghĩa là hành đạo khó, chứng đắc chậm. Hành đạo khó, chứng đắc mau. Hành đạo dễ, chứng đắc chậm. Hành đạo dễ, chứng đắc mau. Những cái pháp môn, những cái phương tiện, những cái mà đã thể hiện ra trước mắt chúng ta phải nắm bắt. Nắm bắt để làm gì? Để chúng ta thấy được cái pháp nó đến và nó đi. Và cái pháp nó đến và cái đi đó, từ cái cạn cực cho đến cái vi tế, từ cái thô mà đến cái tế, để chúng ta thấy được cái thực tánh của pháp, đó là một điều không có phải là dễ, rất là khó khăn. Nhưng mà cái nhập đề của Chích Meta là nhìn cái màn hình và thấy rằng một người nè, hai người nè, ba người nè, những cái vị này đã nghe rõ. Và chính Chích Meta thấy rằng những người này đã nghe rõ, nào là Chích Thông Mai nè, Chích Thiện Vũ, rồi Chích Thịnh Nhật Quỳnh, ba người là đủ. Thì đây là một cái vấn đề nhận định rõ ràng mà chúng tôi liên tưởng đến Chích Kim. Chích Kim khi mà nói một vấn đề gì á thì cũng phải nhìn lên màn hình để coi rằng cái lời nói của mình có giá trị hay không. Có giá trị hay không? Chích Meta thì trình bày cái này cho nó, pháp nó đến và nó đi. Mình chỉ nhìn vào nó và cảm nhận cái tâm tư, cái sự tu tập của mình có bị cái pháp nó chi phối hay không. Thì cũng có nhắc đến Chích Kim. Rồi mời Chích Kim, gặp nghịch cảnh không có thuận để mà vào đạo tràng thì Chích Kim nghĩ như thế nào? Đó là điều Chích Meta khi nhìn lên chuyện màn hình một người, hai người, ba người là đủ rồi. Vậy thì bây giờ mời Chích Kim có ý kiến về cái đề tài này. Alo, chạy đâu mất tiêu rồi. Đề tài này cũng thích hợp với Chích Kim chứ không phải không đâu. Con xin kính chào sư giới đức, các sư và các cô tu nữ. Con xin sám hối với sư, hồi nãy sư nói cái gì con không có nghe được. Sư nhắc lại chứ cô Nhật Quỳnh nói cái gì con cũng không có nghe luôn nữa. Con tưởng là không có học gì, con nằm con ngủ bất tiêu rồi. Còn sư kêu con dậy, con mới dậy. Con không biết cô nói cái gì nữa. Con xin sám hối, sư nhắc lại đi, cô Nhật Quỳnh nhắc lại, cổ nói cái gì vậy, con không có nghe gì hết á.
gặp nghịch cảnh không thuận để vào đạo tràng thì quý vị nên thế nào? Thì theo như con, nếu mà hôm nào con không vô đạo tràng á, thì con ở nhà con học thôi, con học pháp, con trong nhà con nhiều sách, nhiều vở, nhiều đề tài lắm, con ngồi con đọc học hoài, con không còn chưa xong nữa, con thấy thời giờ đấy con nó ngắn quá, không có đủ nè. Hôm vừa có con về qua Pali nè, đủ thứ. Rồi những bài học của con còn sắp xếp, con làm những điều mà toàn là pháp không mà con cũng làm xong nữa. Thì bữa đạo tràng, bữa có vô không vô con cũng không ấy. Thì nếu chẳng hạn như xưa mất đi công chuyện, chứ không vô được để dạy kinh pháp cú, thì con gạt qua một bên, mặc dù con cũng đã sửa soạn xong rồi, thì để làm sao học, không có duyên học sao. Như đối cổ không vô đạo tràng được, nhưng mà cổ dòm xuống có những người á, họ không có phải vô trong làm, vô ngồi nghe thôi mà họ cũng không vô để nghe được nữa. Thì cô phải biết là sao, cái đó mỗi người có một duyên, có một cái nghịch cảnh riêng á, thành ra tùy theo cái nào thì làm theo cái đó thôi, không có phiền não nhiều quá. Thì mình là vô không được, mình nói mình vô không được, thì có chợ thì mợ cũng đông, mà không 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 mợ thì chợ cũng đông như thường, có sư mà rồi đủ thứ, giống như là sư nói buổi chủ nhật này thường đó, thì sư dạy Mangala Sutta, rồi sau sư dạy về kinh Phật Lực, rồi giờ sư đưa cho sư Quán Không, rồi sư Quán Không mất công chuyện thì sư làm luôn hết đi, sư dạy cái gì nghe cái đó, người nào thích nghe thì nghe, người nào thích nghe thì lót cao vậy thôi. Con ý kiến con dễ lắm, không có thì con ấy thì con làm việc khác, con không để ý đó. Cái nào con làm được thì con làm, cái nào con không làm được thì con tìm cái khác con làm. Vậy con nói xong rồi đấy sư, con xin trả máy lại, con xin cảm ơn sư. Sa thủ sĩ kiệm, gặp nghịch cảnh không thuận để vào đạo tràng thì sĩ kiệm có ý kiến hả? Mình bị trở ngại, không vô được đạo tràng thì mình ở ngoài mình làm những cái chuyện khác, chứ không, cũng không có bận tâm, bởi vì coi như thuận cảnh thì khỏi nói, nhưng mà nghịch cảnh thì mình cũng có những cái chuyện để đối phó với nghịch cảnh, chứ không phải là vì cái đạo tràng này để rồi chúng ta bỏ tất cả. Công ăn việc làm của chúng ta giống như Vinh Giang Nhật Hà mời lên cầm micro, nhưng mà đang lái xe thì làm sao, hoặc là xe bị thủng lốp đi sửa chữa thì làm sao mà vô đạo tràng. Thì có những lý do này, có những lý do khác, mà đời không phải là mặt hồ mà nó tĩnh lặng, giống như một cái tấm gương mà bằng phẳng, để chúng ta nhìn vô là thấy nó hiện lên như thế nào. Thì đây là một cái vấn đề mà chúng ta phải xét lại, cái pháp nó đến và nó đi thì chúng ta cũng phải tùy duyên, chứ mà nói gặp nghịch cảnh là chúng ta xô bồ, hoặc là khi mà sân hận nó phát khởi lên thì chúng ta nhảy lung tung la hét. Mà khi mà sân hận nó phát sanh lên thì chúng ta phải nhìn vào cái sân đó để thấy rằng cái độ sân của nó cao trào như thế nào, có nghĩa là sân trước, sân sau, sân thượng hay là sân bài, chúng ta thấy được cái mức độ của nó để mà chúng ta hiểu rằng sự tu tập của chúng ta khi gặp nghịch cảnh, gặp bất thiện pháp thì tâm của chúng ta có duyên theo nó hay không, chúng ta có hoan nghỉ, chúng ta có thỏa thích, chúng ta có hùng phước với những ác bất thiện pháp đó hay không. Thì đây là một vấn đề để mà thử coi cái tâm của chúng ta có được an bình khi chúng ta sinh hoạt trong cái room này mười mấy năm rồi gặp Bồ Đề Gai là chúng ta cũng nổi khùng lên, thì như vậy chứng tỏ chúng ta gặp nghịch cảnh chúng ta không khuất phục được nó, không chế ngự được nó,
mà chúng ta cũng giống như bao nhiêu người khác, đó là một thất bại. Tức là trong cái sự tu tập, trong cái vấn đề nghịch cảnh hoặc là thuận cảnh, thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải nhìn vào nó, gọi là chánh kiến, nhìn vào nó một cách nghĩa là chân thật, một cách rõ ràng, một cách gọi là thấy được cái thật tính của nó. Thì trong Bát Chánh Đạo quý vị thấy chánh kiến là cái mà đầu tiên, kiến là thấy, chứ không phải kiến là kiến lớn, kiến nhỏ, kiến càng, kiến rệnh gì đó, kiến lửa. Mà kiến ở đây tức là chúng ta thấy, mà thấy tức là chúng ta phải biết trong cái thấy đó thấy đúng hay thấy sai. Thấy đúng là thuần pháp, bởi vì chúng ta là người Phật tử. Còn thấy sai thì đó là thấy về tà kiến rồi, chứ không phải chánh kiến. Rồi, sa tu, sa tu. Chị Kim với cái tâm rất là vô tư ha. Ai gặp cảnh không thuận để vào đầu tràng thì thôi, mình có công chuyện mình làm chuyện khác. Mà cái hay là mình báo cho người khác, hôm nay bận không vào được. Cũng giống như sĩ Nhật Quỳnh, hôm nay tụng kinh không dám tụng lớn, đó là nghịch cảnh. Hoặc là có công việc phải đi đây đi đó. Người Việt Nam mình nó có những cái điều chính thân mình bệnh hoạn nè, mình nghĩ tới bác sĩ để bác sĩ khám bệnh cho mình. Nhưng mà người Việt Nam mình là chảnh, nói là đi khám bác sĩ. Quý vị nghe ngầu không? Mình là bệnh nhân mà đi đến phòng mạch để khám bác sĩ. Trường hợp này thì tính toán, tại vì người ta đau quá, cho nên người ta mới nói cái câu đó. Chứ thật sự họ đến để bác sĩ khám bệnh hoạn như thế nào. Nhưng mà khi mà đau quá lại nói là đi đâu vậy? Dạ đi khám bác sĩ. Quý vị nghe ngầu không? Thôi không sao, bởi vì cái tâm họ bất an, cái thân họ đau, đau khổ, cho nên họ mới nói mình đi khám bác sĩ. Rồi, Sĩ Mê Tà có ý kiến cũng hay, rồi Sĩ Kim cũng tuyệt vời, mỗi người mỗi ý. Nhưng mà còn ý kiến nữa chứ không phải là không. Càng đóng góp thì chúng ta thấy khi gặp trở ngại thì chúng ta giải quyết như thế nào. Quay kiến Sĩ Mê Tà rồi, Sĩ Kim rồi, còn bây giờ thì sao đây? Còn nữa mà, còn đóng mà. Rồi, không ai thì sao? Khi gặp nghịch cảnh thì xử sự như thế nào? Tức là có qua có lại mới tội lòng nhau phải không? Người ta đánh mình một cái, mình phải tát lại một cái mới vừa lòng phải không? Rồi, mời Sĩ Hồng Mai. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, kính đảnh lễ với Chư Tăng, các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Mét Ta, chị Nhật Quỳnh, Thiện Vũ đã cho biết âm thanh, tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, thưa sư, nói chung là ai cũng có nghịch cảnh hết, thưa sư, thì cũng như các chị ấy, thì mình cũng phải tùy duyên thuận pháp. Nếu mà cái nghịch cảnh đó là mình sắp xếp không được hoặc là không thể nào vô đạo tràng thì mình cũng phải tùy theo cái pháp vận hành thôi. Cũng như con cũng rất là bận, con nhiều khi sáng sớm là con phải vừa học rồi vừa nấu ăn rồi vừa làm những cái bữa, cái đồ ăn sáng hoặc là những cái thức uống để cho chồng con đi làm đem theo. Thì cho nên có những cái con rất phân tâm, nhưng mà khi mà con cố gắng vô đạo tràng được thì con sẽ cố gắng sắp xếp để vô. Còn như mà không thể, bất đắc con không thể sắp xếp được thì con phải làm chịu thôi. Thì cũng như quý sư thường dạy con, chúng con là khi mình học đạo thì mình còn ở là học cái cư sĩ ở trong gia đình, thì mình cũng phải quân bình giữa cái học và cái trách nhiệm của cái một người, một thành viên trong gia đình, làm sao để cho cân bằng, để những người trong gia đình người ta không có cảm thấy là tại sao là người vợ mình phía sau cái chứa mũi vô mà học đạo mà không, những cái công việc gia đình mà không làm, không có hoàn thành cái trách nhiệm.
Rồi với lại con cũng phải phải đi làm nữa, bởi vì mỗi người mỗi cảnh thì cái kinh tế mình không vững thì bắt buộc là con phải đi làm thôi. Thì cái thời gian làm việc của con thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Nếu mà sáng con dậy sớm như vậy á, thì khi con đi làm con phải uống cà phê để cho con tỉnh táo. Thì khi mà từ chỗ nhà con đi đến chỗ làm thì cũng khoảng nửa tiếng á. Thì nếu mà con không uống á, thì con sẽ dễ bị hôn trầm lắm. Tại vì có mấy lần là con đã bị rồi, cho nên là con rút kinh nghiệm. Khi mà con cảm thấy là buồn ngủ là phải uống ly cà phê liền để mà mình tỉnh táo, để mình đi làm, để trên cái quãng đường đi làm đó nó sẽ không xảy ra cái việc gì hết. Thì con thấy tất cả đều là pháp, là rất là đúng. Tại vì pháp nó vận hành thì khi mà gặp kịch cảnh á, thì mình sẽ học được rất là nhiều điều hữu ích. Như con gặp kịch cảnh thì dĩ nhiên là cái con sẽ bị sốc thôi, nhưng mà con sẽ suy xét lại, con nhìn xem cái tâm con nó như thế nào, nó đang trong trạng thái như thế nào, đang sân si u buồn phiền não gì đó, thì con cảm nhận được cái bài học của cái nghịch cảnh đưa đến cho con. Và từ đó nó thì con cái tâm con nhu nhuyễn hơn, nó không còn thô thiển nữa, mà nó mềm mại hơn, và nhờ đó thì con sẽ giải quyết được vấn đề nó tốt đẹp hơn. Thì cũng như Quỳnh nói thì gặp nghịch cảnh mà nếu mà mình cảm thấy là mình sắp xếp để mình vô đạo tràng được thì mình vô, còn nếu không thì thôi, thì tùy duyên thuận pháp thôi, thì mình vẫn cứ nhẹ nhàng đi, đừng có dính mắc quá vào cái việc đó. Bởi vì cái những cái nghịch cảnh thì cũng là cái bài học, như con đã nói là bài học của mình. Nhờ đó mình hiểu là mình đã tu tập đến đâu, và nhờ đó thì mình có suy tư rồi mình áp dụng vào những cái lấy những cái kinh nghiệm mà mình đã được học thì mình đưa vào cái thực tế, thì từ từ á thì nó sẽ êm đẹp thôi. Và con chỉ có những cái ý kiến như vậy thưa sư, và xin mời vị khác ạ. Thì con xin xuống mic. Sa thủ chứ không mai cũng rất là thực tế. Theo sự trình bày của sư Hồng Mai thì chúng ta thấy qua cái đề tài này, gặp nghịch cảnh không thuận để vào đạo tràng thì quý vị nên nghĩ như thế nào trong cái vai trò của một người tu Phật. Trong cái sự tu tập đó thì chúng ta thấy cái từ mà tùy duyên thuận pháp nó rất là dễ, nhưng mà khó chứ không phải dễ. Tùy duyên thuận pháp đối với những cái vị thánh hữu học, chứ còn đối với chúng ta cái vấn đề tùy duyên thuận pháp có nghĩa là còn tùy thuộc vào cái sở hữu tự tha, nương tựa nơi người khác và sợ sệt những người khác. Đó là bốn pháp thiên vị, cũng vì thương, vì ghét, vì sợ, vì si mê. Nhưng mà trường hợp của một vị tu đà quần trên cái đà tiến lên để đạt được vị thánh vô học, tức là trong vòng 7 kiếp cái pháp nó nâng đỡ, nó đưa vị đó tiến lên, gọi là tùy duyên thuận pháp. Còn chúng ta không có tùy duyên thuận pháp đâu, mà vui đâu chút đó rồi ham vui. Khi nào một cái vị Bồ Tát mà được thọ ký thì cái vị đó mới là tùy duyên thuận pháp. Ví dụ như Đức Bồ Tát Sumedha được Đức Phật đi bằng cà ra thọ ký, cho biết rằng cùng 4 tăng kỳ và 100.000 đại kiếp nữa ngươi sẽ trở thành một vị Phật có hồng danh là Vô Tầm Ma. Tức là Đức Vua Suttho Đa Na, mẹ là Hoàng hậu Maya. Thì đó
khi mà từ khi mà được thọ ký như vậy thì phải trải qua 28 vị Phật. Mà trên con đường đi đến 28 vị Phật đó, tức là tùy duyên thuận pháp. Đi từng 4 A Tăng Kỳ, còn 3 A Tăng Kỳ, 2 A Tăng Kỳ, 1 A Tăng Kỳ, bao nhiêu kiếp. Rồi mới tới cái lúc mà những cái vị thiên sứ báo cho biết bệnh lão tử tăng, đó là lúc ấy ra đi. Cái gì cái pháp nó đến là mình phải tiếp thu, phải tùy thuận vào nó. Để chúng ta thấy rằng một vị Phật dù là thinh văn giác, dù là độc giác, dù là toàn giác, nhất là vị Phật toàn giác gặp nghịch cảnh rất là nhiều, tức là 30 pháp 3 mật. Thì ở đây chúng ta có thể nói rằng phiền não thức bồ đề, gặp nhiều khổ đau, thì cái vị đó mới đạt được cái thành quả cao. Toàn giác là 30 pháp 3 mật, rồi bích chi Phật tức là 20 pháp 3 mật, còn thinh văn giác thì chỉ có 10 pháp 3 mật, tức là gặp nghịch cảnh ít, gặp nghịch cảnh nhiều. Thì chúng ta thấy một cái điều rất là tuyệt vời trong đạo Phật, chúng ta tu để thấy cái khổ. Nếu mà tu mà ai không gặp khổ thì không thể nào có sự an lạc. Bởi vì cái khổ nó là cái nhân để mà chúng ta có được tư quả, là sự giết khổ, là diệt đế. Cho nên sự trình bày của quý vị cũng nói lên cái vấn đề tu tập của chúng ta. Khi chúng ta tu tập phải kinh qua cái vấn đề khổ chứ, phải tìm ra nguyên nhân của khổ, chứ không phải đang gặp khổ là bỏ của chạy lấy người, hoặc là gặp khổ về chạy mất dép, thì cái đó là thua. Gặp khổ chúng ta phải nhìn lại cái khổ, tìm ra cái nguyên nhân của cái khổ, chứ không phải là gặp khổ rồi cái chúng ta coi như xong ngay. Cái lễ để cái pháp trang vừa đến với pháp hội. Rồi sa thú Sĩ Hồng Mai cũng có ý kiến rất là hay. Rồi tiếp theo mời Sĩ Thiện Vũ ha. Alo, Sĩ Thiện Vũ nghĩ sao về cái đề tài mà Sĩ Nhật Quỳnh đưa ra? Đừng có nghĩ nè, đây là tâm trạng của Sĩ Nhật Quỳnh, mà đây là một cái pháp thoại mà chúng ta nhìn vào đó, chúng ta giải quyết như thế nào. Rồi bây giờ Huynh Đạo Huynh chờ chút ha, Sĩ Thiện Vũ nói xong cái là Huynh Đạo Huynh tiếp tục nghe. Rồi mời Sĩ Thiện Vũ trước nha. Lễ sư Trí Đức, con xin kính lãnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính chào quý đạo hữu. Thưa sư, đã từ lâu lắm rồi, con rất là xúc động trước những cái gì đóng góp của chị Nhật Huỳnh với Room Phật Giáo Lam Truyền. Tuy là con là người rất là mới đối với Room này, nhưng mà thật ra thì con thấy cũng quay tới quay lui là cũng tròn 2 năm, nó cũng không phải là dài mà cũng không phải là ngắn. Thật sự con rất ngưỡng mộ chị Nhật Huỳnh. Con rất cảm ơn các chị, các bạn đã làm nhiệm vụ lễ bái Tam Bảo, trong suốt 6 ngày còn lại. Từ Huynh Chánh Ngộ, chị Netta, Hồng Mai, chị Tâm Phương, rồi Sếp Tina, con ngưỡng mộ lắm. Thật sự có những khi, có lần đó, chị Nhật Huỳnh trong cái nói chuyện riêng với con đó, chị có nói là chị rất là mệt mỏi. Thế con chỉ biết nói với chị chứ, chị ơi chị mệt quá thì chị phải bớt việc đi. Thế chị nói chị không biết bớt thế nào thì con cũng không biết làm sao luôn. Đến khi
hôm nay sư đưa ra cái đề tài, cái băn khoăn của chị Nhật Huỳnh, một người quá có trách nhiệm với room, rồi nghe ý kiến của chị Netta, của Sít Kim, của Hồng Mai. Thưa sư, có thể sư chê trách con là người ích kỷ, nhưng thật sự cái trả lời hồn nhiên tự tại của Sít Kim là cái mà con rất thèm đặt tới sư. Con, cái tâm của con nó như sư Liễu Tông nói, tào lao lắm, dễ lay động, dễ lo lắng, dễ đủ mọi thứ. Thí dụ con phải gánh trọng trách của chị Nhật Huỳnh, con không làm nổi. Con thấy chị là một MC mà con cứ thật sự con nói, không phải là con nói ấy, nhưng mà con rất là thích nhắc lại lời của thầy Kinh nói chị Nhật Huỳnh là MC dễ thương nhất thế giới, vô cùng dễ thương luôn. Mà con nghĩ đó là phải là cái vừa là tấm lòng, vừa là cái năng khiếu gì đó. Mà những lúc mà chứng tỏ như vậy đó, rồi khi mà các anh chị khác mà làm những cái nhiệm vụ của mình đó, con phục quá. Mà con cứ đặt ra câu hỏi, con bảo chứ con không có khả năng làm như vậy. Mà nếu mà con làm như vậy thì cái tâm con nó sẽ dao động. Mà con khổ sở vì cái mà con đang tìm mọi cách làm sao để cho cái tâm con nó được bình an một chút. Nên thật sự mà nói, con vô cùng cảm ơn chị Nhật Huỳnh cùng với các chị khác. Nhưng mà với cái hoàn cảnh hiện tại của con thèm muốn cái vô tư, cái tự tại của Sít Kim. Dạ, thưa sư, đó là cái ý kiến của con. Con xin sư dạy cho con ạ. Alo, 123, 123, huynh đạo huynh chờ chút nha. Hồi nãy giờ đưa tay có mở tay còn, gắng chờ chút thôi. Có sự nhận xét về Sít Thiện Vũ. Sít Thiện Vũ nói một câu mà chúng tôi thấy chi lý ha. Sít Nhật Quỳnh là một vị MC hay nhất thế giới. Câu nói này có đúng hay không ta? Quý vị thấy rằng một vị MC khi gặp một cái show nào đó, lâu lâu mới gặp một lần chứ đâu phải gặp thường xuyên phát, lâu lâu mới chạy show. Nhưng mà Sư Nhật Quỳnh, quý vị thấy rằng ngày nào cũng có show hết, liên tục luôn. Có những cái show mà nó liên tiếp nhau, ví dụ như Pháp Cú Kinh xong rồi chạy qua room Phú Thất Hầm Ma, quý vị thấy không có sâu hết á. Rồi Phật giáo Nam Truyền này nữa cũng là một cái rắc rối, làm cho Sư Nhật Quỳnh bị phân tâm này. Cái tiếng nói của mình là tiếng nói trên hư không, trên hư không. Cho nên cái vấn đề Sư Trần Vũ nói Sư Nhật Quỳnh là một vị MC mà hay nhất thế giới, mà chạy show nhiều nhất, ngày nào cũng có show hết, không có ế độ. Đúng quá chứ. Sư Mấy Ta cũng công nhận là Sư Thiện Vũ nói đúng quá đi. Mà bây giờ khi mà chúng ta mà trải nghiệm với thực tế thì sự đau khổ đến với chúng ta càng nhiều bao nhiêu, chúng ta gặp những trở ngại bao nhiêu, thì cái vai trò của Sư Nhật Quỳnh càng vững chạc, không ai thay thế. Quý vị thấy, khi mà chúng ta đụng chuyện á, thì chúng ta có một sự trải nghiệm. Mà trong cái sự trải nghiệm đó thì cái kinh nghiệm của chúng ta rút tỉa những cái bài học để bổ sung, để hoàn thiện về nhân cách, để hoàn thiện về lời ăn tiếng nói, và trong cái vấn đề xử sự ngày càng hoàn hảo hơn, tốt đẹp hơn. Thì cái điều mà Sư Thiện Vũ nói chính xác,
con người mà gặp khổ đau nhiều quá, gặp phiền não nhiều quá, thì người đó là những người có một cái đức tính tu mà rất là cao thâm, tức là nỗ lực thâm hậu. Chứ còn nếu mà không gặp phiền não, không gặp khổ đau, thì người này phè phỡn, sung sướng trên cái chiến thắng của mình, để rồi một ngày nào đó gặp trở ngại, thì người này sẽ nấu bồ đề gai lên, và người đó thật sự ra chẳng có tu được cái gì hết. Cho nên Sĩ Tiền Vũ nói rất là chính xác. Chính Sĩ Nhật Quỳnh gặp nhiều trở ngại, cho nên sự trưởng thành, vai trò của Sĩ Nhật Quỳnh không ai thay thế được. Đó là một điều chính xác. Rồi, sa thú, rất là hoan hỷ lời nói của Sĩ Thiện Vũ, mà Sĩ Mấy Ca cũng đồng ý luôn. Đó là một điều tuyệt vời. Mến chào cô tu nữ Phúc Hạnh vừa đến với Pháp Hội. Rồi, bây giờ mời Huynh Đạo Huynh này, hồi nãy giờ đưa tay, xin Huynh thông cảm nha. Có đưa tay như vậy, Huynh mới thấy trở ngại. Mà trở ngại thì bây giờ làm sao giải quyết cái vấn đề, nhất là gặp nghịch cảnh không thuận, thì Huynh giải quyết như thế nào đây? Mời Huynh. Cảm ơn sư Trí Đức, thành mẹ, cảm ơn chị Hồng Mai rất là nhiều, cảm ơn Thiền Vũ. Trước hết là cũng xin đảnh lễ ba ngôi tam bảo, kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính đảnh lễ sư Pháp Văn, kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, kính chào quý bà quý cô, kính chào quý vị hình trưởng trong đạo tràng. Hôm nay là tôi xin hạt tùy duyên, thành thứ là chúng tôi thấy thì cũng xin đóng góp chút ít. Chúng tôi rất là đồng hồ Sĩ Thiện Vũ. Cô Nhật Hình là một MC rất là tuyệt vời. Phải nói là cái khó một cái lòng tâm lòng kiên nhẫn vô biên. Mở cái đôi mình chắc cũng nhiều năm rồi đó. Mà lúc nào cũng vô đúng giờ. Rồi nhiều lúc là cô lại chào Đạo Hình mà Đạo Hình không có chào lại. Thì nhân đây cũng xin lỗi cô. Là nhiều khi lái xe hoặc là bận biểu của người đa đoan. Trăm mối thành thử là cũng xin lỗi cô. Không dám thất lễ cô đâu. Quý cô lắm. Đạo Huynh cũng rất là đồng ý với cô Meta, một cái người cao niên trong đạo tràng này, với kinh nghiệm sống của cô, với sự khôn ngoan của cô, Đạo Huynh học rất là nhiều. Rồi Sít Kim nữa, một học giả, bận biểu không vô đạo tràng được là đọc sách, tủ sách đầy đủ, Sít Kim rất là giỏi. Rồi chị Hồng Mai nữa, cũng học được là để tránh sự buồn ngủ bị hôn trầm thì uống cà phê. Đạo Huynh tính toán cũng có sáng cũng uống ly cà phê. Nói chung Đạo Huynh học tất cả mọi người trong đạo tràng này, từ sư Trí Đức, các quý sư cho đến tất cả mọi người ông bà chị em. Sư Trí Đức có nói là Đạo Huynh cũng rất đồng ý. Cuộc đời này nếu không có khổ thì mình không có sự an lạc. Chính cái khổ là cái nhân, mà mình tìm được cái sự an lạc là cái quả. Mà thật ra ít ai nhận ra được cái điều đấy lắm. Con người ta chỉ thích cái thuận duyên không à, chứ không thích nghịch duyên. Con người ta thích con chứ không thích mất. Nhân gian có câu là từ không mà có tuy khó mà dễ, từ có mà không thì khó mà cam. Nếu mất mát cái gì là khó cam lòng lắm. Không ai chịu nói đau khổ dữ lắm. Đạo Huynh nhiều năm qua cũng tâm sự luôn là có căn nhà trải xong rồi, rồi tính là an nhàn, chắc là về hưu đây. Nhưng mà không ngờ tới phút cuối cùng lại cái hãng đã đóng cửa. Lại từ đầu tới cuối. Đau khổ lắm. Thành từ đó nó dạy một cái bài học. Còn mình phải chấp nhận cái mình tùy cảnh, chứ không mình bắt cái cảnh nó tùy mình. Đấy là cái điều mà Đạo Huynh
học được, mình tìm. Rồi cái sự thay đổi nữa, nhiều khi người ta thay đổi, mình thay đổi được mình cũng buồn lắm. Nhưng mà muốn thay đổi người ta thì trước hết mình phải thay đổi chính cái bản thân mình các bạn. Thay đổi chính bản thân chứ mình thay đổi được người ta được không? Đức Phật có nói là đời có ba cái khổ ha. Cái khổ là ái, ái biệt ly, bất đắc. Gì nữa? Yếm tăng hội. Cái người đó mình ghét cây ghét đắng phải ở mỗi ngày, thành thử phải chấp nhận cái thuận cảnh, chấp nhận cái nghịch cảnh. Đó là một phần của cuộc đời này. Có một thi sĩ nào đó đã nói là đau khổ là chanh hành tiêu ớt tỏi cho cuộc đời này. Thành thử mình thiếu những cái đau khổ này, mình thiếu những cái hương vị. Mà cái hương vị nó làm cho cuộc đời này nó giá trị, nó trở thành màu nhiệm hơn. Thì đấy là đôi điều đạo huynh muốn chia sẻ cùng mình đạo tràng. Cũng cột là nay mùng 3 Tết ha. Thì chúc sư, quý sư, quý cô tu nữ, quý bà, anh chị, quý huynh trưởng được một ngày an lạc, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Sa thủ huynh đạo huynh, với kiến thức của huynh, sự hiểu biết, rồi sự va chạm với cuộc sống, huynh có nhiều tư tưởng, nhiều ý kiến rất là tuyệt vời. Khi mà coi như gặp cái đề tài này, gặp nghịch cảnh không thuận thì làm gì, và huynh đã đưa ra những cái sự giải thích. Có nghĩa là mình phải vào hang cọp mới bắt được cọp con. Mình phải chịu khổ mình mới thấy rằng những người khổ như vậy cái tâm trạng họ như thế nào. Đó là đối cảnh sinh tử, tức là mình phải như người ta để rồi cái tâm trạng của mình lúc đó như thế nào mới có sự cảm thông. Đây là một cái điều mà huynh đạo huynh diễn tả, không biết rằng sư Nhật Quỳnh có đồng ý hay không. Nhưng mà thôi khoan đã, huynh Giang Nhật Hà nghĩ như sao khi mà huynh đạo huynh có những ý kiến hay như vậy mà không lẽ huynh Giang Nhật Hà lại bó tay mời huynh Giang nha. Sư Nhật Quỳnh thì chắc là huynh Giang Nhật Hà đã từng thấy rồi, đến với đạo tràng của chúng ta thường xuyên và đã thể hiện hết mình, nhưng mà vẫn có những sự trăn trở. Nếu mà gặp nghịch cảnh không có thuận thì làm sao mà vô đạo tràng với một cái tâm tư, với một cái nguyện vọng, với một sự khát khao như vậy. Thì bây giờ huynh Giang Nhật Hà nghĩ như sao? Hay là có thể nói là tôi kể cô ta, cô ta không vô được thì thôi chứ có gì đâu mà phải nêu lên thắc mắc thế này. Alo, huynh Giang Nhật Hà. Trời ơi, đưa tay cũng chậm nữa, khổ thiệt. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào thần đế đạo tràng. Dạ, thưa sư, thường thì con hay vào đạo tràng để con nghe nhiều hơn là... Tại cũng như sư cũng biết cái đạo tràng, tại con cũng nhiều khi cũng bận đó. Nếu mà con hay ngồi trước máy nhiều thì con sẽ tặng bông, tặng hoa, rồi con cho tín hiệu, rồi có thể chích chát này nọ. Nhưng mà có những lúc mà con mà lái xe hay là ở những cái chỗ mà nó hơi ồn ào, không có tiện cầm mic đó, thì là con... thường là con im lặng, con chỉ nghe thôi thật ra cái đề tài mà cô Nhật Quỳnh đưa ra hôm nay á, là gặp nghịch cảnh không thuận để vào đạo tràng á, thì con nghĩ là trong đạo tràng cũng rất là nhiều người gặp rơi vào cái tình trạng này. Con cũng thường là bị hoài, tại mình càng muốn vô nghe thì có nhiều cái thời gian không có tiện, thì con cũng rất là đồng ý với lại
những cái ý kiến của cô Metta lúc đầu với lại cô Hồng Mai là tùy duyên thuận pháp đó, nhưng mà nói thì nói như vậy thôi chứ nó rất là rộng và nó sâu quá, cho nên bốn cái chữ đó con cũng hiểu còn mơ màng lắm. Thì con thấy đó, nghịch cảnh đó thì là những cái điều mà mình không muốn, mà là nó là không có phải là thuận pháp rồi. Thì mà không có, mà pháp thì là nó vận hành thì mình đâu có thể nào thay đổi được, cho nên mình cứ 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 nghe theo những cái bí sư đã chỉ dạy thì là mình phải thuận pháp, phải để cho nó vận hành như vậy thôi. Những cái nghịch cảnh là mình không muốn mà nó vẫn đến, nó vẫn xảy ra. Mình không muốn nó xảy ra mà nó vẫn xảy ra. Mình không muốn nó đến mà nó vẫn đến. Nhưng mà đôi khi á, thì mình cũng phải cần cái nghịch cảnh. Tại đối với con thì con thấy cái nghịch cảnh thì cũng nó giống như là một cái phép thử thách vậy đó, một cái sự đo lường. Thì khi mà nó tới thì mình phải coi theo đó, và mình giống như là cô Metta nói lúc nãy, mình tùy duyên thuận pháp, mình không có bực mình, không có cố thay đổi nó, và mình phải giữ bình tĩnh, mình không có sân, không có tham. Mình muốn vô lớp nhưng mà bây giờ không vô được thì mình cũng đừng có bực, đừng có băn hăng bó hó. Mà khi mà mình bình tĩnh á, thì là mình sẽ sáng hơn, mình có thể suy nghĩ. Cũng giống như lúc đầu cô Nhật Quỳnh của trình bày á, cô có thể gọi cho cô Metta, nhưng mà cô nghĩ lại là cái giờ đó quá khuya, rồi cô lại nghĩ ra cô Hồng Mai thì lại cái giờ quá sớm. Thì khi mình bình tĩnh thì mình nó sẽ mở ra những nhiều cái mối để cho mình tìm kiếm hơn. Và một ý nữa là con thấy là mình phải tập trung, mình đang làm việc gì thì mình phải nên tiếp tục cái công việc ở đó cho nó tốt, thì là theo được học là như vậy. Giống như cổ đang làm cái gì đó thì cổ phải tập trung vô cái công việc, như nhiều khi con đang lái xe mà sư mà đọc tên con, nếu mà có mời cầm mic mà con không có cầm được thì con cũng phải im thôi. Chứ nếu mà con cầm mic thì có thể lái xe nó không được an toàn. Cho nên mình phải tập trung vào cái công việc của mình. Thì cái nghịch cảnh thì là mình đối trị với cái đó là mình phải tùy duyên thôi. Thì có mặt đó thì là duyên nó khởi, mà vắng mặt thì duyên nó tàn. Thì theo con là con thấy như vậy. Mà phải chỉ là tự mình. Giống như có lần con nghe sư giảng là cái chữ là Ehipasiko vậy đó. Mà mình muốn gỡ dây thì mình phải tìm cái người buộc dây, phải tự mình để mà gỡ rối thôi, chứ mình khó mà cầu cứu người khác được. Thì ý kiến của con là như vậy. Có gì sai và cần bổ sung con xin nhờ sư chỉ dạy để cho con hiểu thêm. Dạ con xin dâng bích sư ạ. Sà thủ mình Giang Nhật Hà, âm thanh rất là tốt và cả đạo tràng ai cũng nghe hết. Thì sự trình bày của huynh Giang Nhật Hà, chúng ta thấy vấn đề thuận và nghịch ở đây có một sự khác biệt. Nghịch cảnh và thuận cảnh, nhưng mà đối với thế gian là vấn đề tiến lên, nhưng mà đối với giáo pháp của những người tu phải là tiến xuống chứ không phải tiến lên. Ví dụ chúng ta nói 1, 2, 3, 4, nhưng mà đối với người tu phải là 4, 3, 2, 1. Lý do tại sao những vị Bồ Tát mà xác định Bồ Tát á, bất định á, thì chúng ta không biết được vấn đề thuận duyên nghịch duyên gì hết á. Nhưng mà bởi vì còn bất định, tức là nguyện trong tâm nè, phát nguyện ra lời nè, và hành trì suốt một thời gian dài, nhưng mà không gặp một vị Phật nào mà thọ ký, thì chúng ta còn bất định. Mà khi đã được thọ ký thì 16 A Tăng Kỳ, 8 A Tăng Kỳ và 4 A Tăng Kỳ
đó là tùy theo hạnh đức tin, tinh tấn hay là trí tuệ. Đối với Đức Phật Gotama của chúng ta là một vị Phật về trí tuệ, cho nên thọ ký đối với Ngài là 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp sẽ thành một vị Phật có hồng danh là Gotama. Vậy thì con số 4 này không phải đi lên nữa, mà con số 4 này đi xuống. 4, 3, 2, 1 và chúng ta đã gặp Đức Phật. Tức là lành thay chư Phật giáng sinh, lành thay giáo pháp quang minh ba tòa, lành thay tăng chúng lục hòa và lành thay tứ chúng một nhà đồng tu. Chúng ta tu tập được là chúng ta thấy cái hạnh của Ngài trải qua biết bao nhiêu là nghịch cảnh, để rồi khi mà được thọ ký thì đi xuống từ 4 xuống từ 3 tới 2 tới 1 và chúng ta gặp được một vị Phật toàn giác. Còn đối với đời do tâm tham, cho nên có một thì muốn hai, đứng núi này thì trông qua núi kia, và cái lòng tham vô đáy. Chính cái lòng tham đó mà gặp nghịch cảnh thì chúng ta coi như săn tay áo, người ta tát mình một cái thì mình phải tát 10 cái cho nó đáng đời. Tức là khi mà săn hận nổi lên thì chúng ta sẵn sàng chinh phục, lên sân bay ngay. Và khi lên sân bay thì chúng ta mới quanh tạc, chúng ta mới chiến thắng. Thì đời là như vậy, luôn luôn là một cái vấn đề mà vươn lên, tức là không có đi xuống như trong Phật giáo của chúng ta. Trong Phật giáo chúng ta dù là tại gia, dù xuất gia, thì gặp nghịch cảnh thì chúng ta cũng phải buông bỏ, nhìn vào nó để thấy rằng cái tâm nó nguội lạnh, chứ không phải là phiền não đến với chúng ta. Rồi nghe là ai sao tôi vậy, có qua có lại mới tỏa lòng nhau, đó là đời. Nhưng mà đối với người xuất gia thì chúng ta biết tu học về giáo pháp thì chúng ta cũng phải nguội lạnh đi, thấy cái khổ đó, nhưng mà chúng ta phải tìm cái nguyên nhân tại sao nó khổ vậy, phải tìm hiểu cái nguyên nhân. Và chúng ta tin vào nhân, tin vào quả, tin vào nghiệp, rồi tin vào tuệ giác của Bậc Đạo Sư. Thì như vậy gặp nghịch cảnh chúng ta cảm thấy rằng pháp nó đến thì pháp nó cũng sẽ đi, chứ không phải là hồi nào cũng khổ. Vô thường mà có khổ như vậy, chúng ta mới thấy cái tâm của chúng ta, mới thấy cái pháp nó diễn tiến nè, sự thay đổi rồi sự biến hoại đó, tức là khổ đau là chính mình, cũng chẳng phải là ta. Vô thường, khổ não và vô ngã luôn luôn chi phối, và chúng ta thấy được cái thường tướng đó, tâm của chúng ta sẽ nguội lạnh, tâm của chúng ta sẽ thản nhiên. Nhưng mà có một cái nhìn sâu sắc hơn. Chính vì vậy đây là cái vấn đề gặp nghịch cảnh thì chúng ta cũng tỉnh bơ, chứ đừng có phải gặp nghịch cảnh rồi chúng ta không vô đạo tràng này. Thì chúng ta cũng có thể nghe qua trên Facebook cũng được thôi, có gì đâu. Nghe bọn em thì khỏi xây gạo, mà xây gạo thì khỏi xây ấy, chứ đâu có ai bắt buộc chúng ta như là một cái máy, như là một khuôn khổ vậy. Ví dụ lần đầu tiên chúng tôi bị đập cửa, rồi chúng tôi giật mình thức dậy. Hay là trong mười mấy năm đây lần đầu tiên những bị mà ở trong chùa Phước Sơn chạy ra đây đập cửa, rồi chúng tôi thức dậy. Và đó là một điều mà quên mình, quên mình đến cái độ mà coi như là đập cửa rầm rầm mới chịu thức dậy. Thay vì 3 giờ là thức dậy rồi, nhưng mà hôm đó trời xui đất khiến, không có đổ tội ai hết.
mà chính mình dễ vui đến cái độ mà ngủ không biết mình là ai. Thì như vậy chúng ta thấy rằng con người nhân vô tập đoàn luôn luôn có những khuyết điểm, mà khuyết điểm mà được người khác nhắc nhở đó là một cái điều diễm phúc, bởi vì mình còn được người khác chú ý quan tâm. Cho nên cái điều mà sinh nhật mình nói rằng trong cái cảnh không vào đạo trang được thì xử sự như thế nào? Không sao, bởi vì khi mình vô không được, giống như Sư Tâm Phương hôm nay không vô đạo tràng được thì nhờ Sư Nhật Quỳnh, Sư Nhật Quỳnh sẵn sàng san sẻ để cho cái room của chúng ta được sinh hoạt một cách nó thuận tiện, chứ không phải là một cái room thế này mà bây giờ chúng ta vắng mặt không báo gì hết, rồi đúng chuyện một cái là chúng ta ngớ mười mấy năm chúng ta sinh hoạt. Vậy thì sự trưởng thành của chúng ta khi học về giáo pháp mà đúng chuyện chúng ta không xử sự được, không linh động được, không quyền biến được, thì như vậy chúng ta quá dở. Tức là sanh đi thì cô, chúng ta phải thiết thực trong ai, tức là phải ứng biến, phải hành xử như thế nào cho được thích nghi, nhất là một hội chúng. Và một hội chúng khi mà quy tụ lại, chúng ta không phải là thánh, cho nên không thể giữ im lặng được, mà chúng ta phải quậy, phải nói, để làm gì? Để học hỏi lẫn nhau, đó là sự thảo luận, đàm luận về Phật pháp. Và có như vậy thì chúng ta mới cải chánh được khi. Thôi thì bây giờ gặp lịch chánh thì ở trong đạo tràng chúng ta có một cái nickname, mà cái nickname này chắc là giải quyết vấn đề rất là tuyệt vời, đó là học giáo pháp. Rồi bây giờ mời huynh học giáo pháp, khi mà gặp lịch chánh không thuận thì huynh học giáo pháp giải quyết như thế nào? Mời bàn tay của huynh học giáo pháp. Xà thủ, xà thủ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, và con kính đại lễ sư Trí Đức, sư Pháp Tăng, quý bà quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu. Dạ, con cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu. Dạ, thưa sư thì con thì chưa có gia đình nên là cái về vấn đề mà bận biểu thì cũng chưa có nhiều, nên là con cũng không dám cho gì ý kiến. Con có đưa ra một số cái chia sẻ về cái góc nhìn của con về cái vấn đề này đó. Thì con biết cô Nhật Quỳnh từ năm 2018, con khi mà con vô Bò Tháp thì con thấy là cô dẫn chương trình rất là hay, con rất là thích. Từ cái việc thích đó, con đã khi mà con nghe, khi đó con vào nhiều cái râm để con nghe, nhưng mà dừng ở việc nghe thôi, với lại là cái chỗ của con khi đó là nó mạng nó kém, nên là sau này thì nghe được một thời gian, sau này con cũng không có nghe nữa. Thì mới đây con vào lại thì con thấy là rất là hoan hỷ. Về cái vấn đề là gặp nghịch cảnh thì con nghĩ là nếu mà gặp nghịch cảnh thì mình cũng phải chấp nhận nghịch cảnh thôi, chứ còn việc xử sự thì cũng là khó. Con khi mà có nghịch cảnh tới thì mình cũng bình thường mình chặn, bởi vì đây là cái kiểu như là một cái khó khăn của mình, cái chướng duyên của mình, thì quả xấu của mình đến thì mình không có được, hay là một cái quả xấu nào đó đến thì mình không có được nghe pháp, không có được học pháp. Thì con nghĩ là trong cái ngày đó thì dành
nên dành thời gian, một chút thời gian rảnh nào đó trong cái ngày đó để mình có thể mình học được tí chút pháp, hoặc là mình thực hành một ít gì đó về Phật pháp. Dạ. Còn con cũng từng xem một video ở trên mạng đó, là một người nữ ở Myanmar, một Phật tử Myanmar, thì người đó thì cô đó thì có gia đình, có công việc, nhưng mà cô đó thì vẫn ở nhà dệt khung cửi, nhưng mà vẫn ngồi bật Phật pháp, ví dụ pháp trên TV để mà nghe, thì con cũng rất là hoan hỷ về cái việc đó. Nên con nghĩ là bây giờ mình bận biểu thì mình cũng có ít thời gian, khi nào rảnh thì mình nên nghe và tu học. Còn về bận biểu nhiều quá thì có thể là, con nghĩ là có thể là nguyện ước về nếu mà trong còn luân hồi thì kiếp sau, kiếp về các kiếp sau thì mình có nhiều thời gian hơn, có cơ hội tiếp xúc với Phật pháp sớm hơn để mình tu tập, không có bị ràng buộc nhiều. Còn có khi là mình nguyện ước về vấn đề là mình tu tập thì có nhiều thời gian thì để tu tập hơn, rảnh hơn để tu tập. Dạ. Con có một chút chia sẻ về như vậy, tại con có gì sai sót gì kính thỉnh sư và đạo tràng sửa giúp cho con. Sa thủ huynh học giáo pháp tuổi trẻ chưa có gia đình, cho nên trong cái sự phát biểu có những ý kiến mà ở đây đụng chạm tới Xích Nhật Quỳnh, gọi là gặp một cảnh không thuận, thì giải quyết như thế nào, đưa ra những cái luận điệu, đưa ra những ý kiến cá nhân của mình, trẻ người non dạ, và làm cho Xích Nhật Quỳnh coi như hết niệm Phật, mình niệm về chư thiên trời, sao ngộ vậy? Khi mà ý kiến của huynh học giáo pháp có ý kiến về đề tài của Xích Nhật Quỳnh, và làm cho Xích Nhật Quỳnh ấy, niệm về thiên luôn, chân con niệm về Phật nữa, vậy thì mời Xích Tina giải quyết dùm vấn đề qua cái đề tài của Xích Nhật Quỳnh. Alo, Xích Tina có chút máy không? Mỗi người một ý kiến thì chúng ta sẽ học hỏi được rất là nhiều. Ai cũng có những ý kiến hay cả, chứ không phải là dở. Bởi vì pháp thì không có cao, có thấp, mà pháp là do cái vấn đề nhận định của chúng ta. Chúng ta hiểu cái sự, chứ không nên hiểu về cái lý ha. Cái lý là một cái sự hơn thua, một cái sự biện. Còn cái sự, cái pháp như thế nào, đó là điều quan trọng. Rồi, mời Sitina. Sa tu. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Chúa Đức, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đại tràng. Dạ, con sanh sao để muộn trong room thưa sư. Dạ, thưa Ngài, con được tham gia một năm nay, thì đối với Phật giáo Nam truyền là con còn đang học hỏi rất là nhiều. Dạ. Thì qua cái sự học hỏi này, và đối với room Phật giáo Nam truyền, thì từ khi con biết được room rồi thì con thứ nhất là đủ duyên vì COVID, thành ra con được tham gia thường xuyên ở room một năm nay. Thì con được học hỏi từ Ngài, từ quý sư, từ đạo tràng, và con học tham gia nhiều, nhưng mà con học chậm và trí nhớ của con cũng tệ nữa. Dạ. Nhưng mà qua cái sự học hỏi này thì, và đối với MC cô Nhật Quỳnh á, thì là thần tượng của con. Dạ. Tại vì cô
rất là sách tấn cho con, cũng như là ngoài cái sự điều khiển chương trình, cũng như ngoài lớp học ra, cô cũng sách tấn cho con, hướng dẫn con, tạo duyên cho con để mà đọc kinh Tam Bảo, cũng như là tạo duyên cho con những nơi mà con có thể làm thiện phước. Dạ. Và hướng dẫn con rất là nhiều, và con rất là tri ân sự hướng dẫn của cô. Dạ. Rồi qua cái học ở trong nhóm thì con thấy là có sự thay đổi khi mình được tham gia về Phật Pháp, thì mình thay đổi cái tâm của mình rất là nhiều, được có sự kiên nhẫn hơn, có sự trầm tĩnh hơn, không có lăng xăng khi mà đụng cái công việc. Giống như con thì còn phải lo cơm áo gạo tiền ở ngoài đời nữa. Thành ra nhiều khi con cũng xin sám hối là nhiều khi con vào room mà thảy cái nick đó, rồi đọc trả bài xong thảy nick đó, rồi phải chạy ra làm khách, rồi phải chạy ra chạy vô. Nhiều khi con cũng mất chánh niệm. Dạ. Chỉ gần đây lại thôi là con bị tình trạng như vậy. Còn thời COVID ở nhà thì túc trực thường xuyên luôn. Thành ra đến bây giờ được đi làm lại thì cái sự cũng có một cái, giống như mình cũng hơi chút xíu là mình nói, ồ, lúc trước mình được ngồi mình học Pháp, bây giờ mình không được ngồi thường xuyên. Cũng có chút xí là mình có cái tâm mong cầu, mình thấy rõ được là mình có sự tham, cái sự sân ở trong đó. Cái tham, cái sân của mình nó còn nặng nề quá, tại vì cái gì cũng muốn. Dạ. Nhưng mà từ từ á, thì con mới điều chỉnh con lại được, là khi mình biết đủ thì mình đỡ bị dính mắc nhiều hơn. Dạ. Thì cũng tập mình phải chịu kiên nhẫn chút xíu, và mình chấp nhận cái thời gian của mình có như vậy nữa, khi nào có được á, thì mình làm trọn vẹn cái mình làm. Thì như vậy thì cái tâm của mình nó sẽ đỡ bị lăng xăng, đỡ bị dính mắc, và cái sự chấp nhận á, nó dễ hơn. Còn nếu mà không biết đến Phật Pháp á, thì thưa sư, thú thật là làm ăn ở ngoài đời thì cái ngũ giới nè rất là khó giữ, rồi cái sân và cái tham của mình nó nặng dữ lắm, đụng tới là có thể là toát lên một cái là cho nó xong chuyện đó. Rồi như vậy, nhưng mà qua cái sự học hỏi này đó, thì mình điều chỉnh được cái tâm của mình lại, mình ghi nhận mình nên cũng có sự nhẫn nhục trong đó, thì chuyện nó cũng sẽ qua thôi. Dạ. Còn vấn đề học Pháp bây giờ như con là phải đi làm lại tuần liên tục như vậy, thì buổi sáng con vào con học bài, con trả bài xong rồi con có khách thì con làm, còn không có khách thì tối về thì con cũng cố gắng ngồi đọc sách thêm. Dạ. Thì chấp nhận như vậy thì mình cũng cố gắng, rồi có khả năng mình cứ nói là bây giờ nếu mà không học trọn vẹn về giáo lý được thì mình từ từ mình làm. Dạ. Rồi thì bây giờ mình đi làm thì mình cũng có khả năng để mình làm thiện phước. Thì nói chung mình cứ khả năng mình hướng về tam bảo, làm được gì thì làm, mà quan trọng là cái mình đừng có bị, giống như là con cảm thấy đừng có ép buộc mình quá, và mình phải biết đủ. Và thì như vậy thì mình sẽ được an lạc nơi cái tâm mình hơn. Dạ. Khi mà cái tâm mình an và mình biết chấp nhận rồi đó, thì con nghĩ là mọi chuyện nó cũng sẽ thuận cho mình. Dạ. Thành qua đây con cũng tri ân quý sư, tri ân ngài luôn sách tấn cho tụi con để mà học hỏi. Đối với những người Phật tử tại gia như tụi con thì cố gắng hết sức. Dạ. Và đối với cô Nhật Quỳnh thì con rất là tri ân cô. Dạ. Nhờ cô mà con cũng được tạo duyên, được học hỏi được rất là nhiều. Dạ, con kính tri ân ngài, và con kính tri ân cô, và con tri ân quý sư, quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng.
Dạ con xin hết. Sa thủ si tì nà công nhận tuổi trẻ tài cao ha, có sao nói vậy ha. Đến sau mà về trước, đây là một cái trường hợp rất là thực tế mà si tì nà đã nói lên. Tức là gặp nghịch cảnh ở đây, tức là gặp Covid ha, tức là gặp cái cô 19 tuổi này. Rồi khi đó mới biết về Phật giáo năm truyền, phải vô được cái room Phật giáo năm truyền và ngồi yên đó để tiếp thu trong cái thời gian bị dịch. Gặp nghịch cảnh, người ta gặp cái nạn dịch này, người ta bị mất dịch nè, người ta khổ vì dịch nè, người ta than thở. Nhưng mà gặp ở Sitina, gặp cái nạn dịch này, vô cái room Phật giáo Nam Truyền thường xuyên nữa chứ. Rồi khi mà vô cái room Phật giáo Nam Truyền thường xuyên thì gặp Sĩ Nhật Quỳnh ha. Và thấy Sĩ Nhật Quỳnh là một thần tượng. Bởi vì nhắc nhở khích lệ sách trắng như thế nào đó, dụ dỗ như thế nào đó không biết, mà Sĩ Tina đưa hai tay đồng ý vô room để mà sinh hoạt, rồi còn lên tụng kinh Tam Bảo, thọ trì quý giới. Và trong cái chương trình học thì Sitina là người đến trễ, nhưng mà vô sau là về trước, tức là tiếp thu rất là nhanh. Mà tiếp thu được như vậy là do cái gì? Do gặp nghịch cảnh. Nghịch cảnh ở đây tức là nạn dịch, để rồi tiếp thu và có được một căn bản. Bây giờ thì khung cảnh trong công ăn việc làm, nhưng mà nghịch cảnh đối với cái room này chạy ra chạy vô phân tâm ha. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đây là một cái điều mà rất là tuyệt vời. Gặp nghịch cảnh, gặp khổ, chúng ta phải tri ân. Bởi vì trong nghịch cảnh, trong phiền não, cái khổ đó, chúng ta mới rút ra được một bài học và thấy rằng cái tâm của mình nó vững tiến hơn. Chúng ta có được một sự kiên trì, có được một cái sự nhất hướng để tạo được nhiều thiện pháp hơn. Như vậy thì sự trình bày của Sĩ Tina rất là thực tế, rất là thực tế. Nhờ có Covid mà mới biết được Phật pháp, rồi mới đến với giáo pháp, và sự tu tập của Sĩ Tina rất là tiến bộ. Chúng tôi rất là hoan hỷ. Sa thủ Sĩ Tina, sự trình bày rất là trung thực, ý kiến rất là hay, rất là hoan hỷ. Rồi bây giờ 6:04 rồi ha, thời gian còn hơn, còn khoảng nửa tiếng nữa. Mời cô tu nữ Phúc Hạnh ha. Bởi vì cô tu nữ Phúc Hạnh đến đạo tràng mà không mời á, nhiều khi nói rằng ô lo cho Phật tử không à, còn cái chuyện mà có ý kiến cũng cho nói, thì cái điều đó cũng hơi thất thoát ha. Rồi mời cô tu nữ Phúc Hạnh. Gặp nghịch cảnh trở ngại, nhất là ở Bình Định, chùa Phước Quang, gặp những cơn bão đi qua, gặp mưa gió hay là bão bùng, thì trong những nghịch cảnh, những cái khổ như vậy thì cô tu nữ Phúc không có ý gì hả? Ở đây là Sĩ Nhật Quỳnh đưa lên cái tâm trạng của chính mình nè. Nghịch cảnh không vào đạo tràng thì quý vị nên như thế nào? Còn bây giờ hỏi cô tu nữ Phúc Hạnh á, thiên tai bão lũ làm cho Bình Định đau khổ, rồi dịch bệnh, rồi nó làm cho vấn đề chùa chiền nó coi sinh hoạt không được như ý, thì bây giờ cô tu nữ Phúc Hạnh nghĩ như sao? Khi mà gặp khổ, chúng ta có than thở, có than trời trách đất hay không? Khi mà gặp khổ thì tâm của chúng ta như thế nào? Đó là cái điều mà Sĩ Nhật Quỳnh muốn đưa ra. Alo, cô tu nữ Phúc Hạnh có ý kiến gì không?
À, không có ý kiến gì hết hả? Như vậy thì thời gian còn 25 phút. 25 phút này, chị Nhật Quỳnh hãy tổng kết ý kiến của Thí Tina, của huynh học giáo pháp, của huynh Giang Nhật Hà, của huynh Đạo Huynh, của Sĩ Thiện Vũ, của Sĩ Thồng Mai, của Sĩ Mê Ta. Wow, cao vậy, 7 ý kiến. Vậy thì Sĩ Nhật Quỳnh hãy tổng kết. Rồi, xin mời bàn tay Sĩ Nhật Quỳnh. Nam Mô Bụt Thà Giá. Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức, cùng Chư Tân Đức hiện diện trong đạo trang. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ phúc hạnh. Nhật Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo trang. Nhật Quỳnh cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn cô tu nữ phúc hạnh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bụt Thà Giá. Dạ, hôm nay con điền khuyết cho Thích Tập Hương mà tại ngài làm khó con đó, nên con mới đưa ra cái đề tài này. Con tính là con điền khuyết, con cố gắng sắp xếp để con điền khuyết cho Thích Tập Hương để bái Tam Bảo, sau đó thì có Thượng Tọa Quán Không và có quý ngài thì con đỡ khổ rồi, xong bổn phận. Nhưng mà ngài nói người nào tụng kinh lễ bái Tam Bảo thì phải có trách nhiệm trong khi không có giảng sư. Nên con thật sự trong lòng con nghĩ sao thì con đưa ra cái đề tài như vậy. Tại vì cái lúc đó mà con tụng kinh, khi mà tôi nhờ con thì con nhìn quanh nhìn bước một bốn bề ba phía thì con nhìn hoài không có thể mời vị nào giúp giùm con cái lễ bái Tam Bảo này. Nên con cố gắng, mặc dù ở bên ngoài con nói như Vinh Giang, Vinh Giang Nhật Hà, thì khi mà lái xe thì biết lái xe, phải biết làm bổn phận, không được chia tâm. Nhưng nói thì rất là dễ, thật sự. Nhưng mà vào đạo tràng này không dễ. Nếu mà mình thấy như chị Bách Ta, hay là Khách Tâm Phương, hay là Xích Hồng Mai, Kim Nhung, Đại Khái, những vị mà có trách nhiệm một cái ngày nào đó, thì cái ngày đó mà mình mà không có làm tròn phận sự, mình rất là lo lắng. Dạ, mình rất là lo lắng. Ví dụ như ngày hôm qua là ngày Chủ Nhật, bổn phận của con chỉ chịu trách nhiệm một ngày Chủ Nhật là chính. Mà thật sự con biết hoàn cảnh của con. Dạ, đạo tràng có nghe tiếng ồn ở ngoài không ạ? Dạ, đạo tràng có nghe được tiếng ồn ở ngoài không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Thiện Vũ ơi, có nghe không? Không sao hả? Dạ, còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh. Dạ, cảm ơn. Thì con không thể thỏ bát được, nên con phải nhờ Hồng Mai. Rồi con không thể hồi hướng được, con phải nhờ chị Bạch Ta. Là ngày chính thức của con, con phải nhờ chị giúp con. Còn khoảng giữa con còn cố gắng được thì con ráng cố gắng. Cũng như ngày hôm nay thì thật sự là con cũng gọi là rất là may, và con còn ngồi chút máy được, và con cũng có thể cầm bích chút chút được, nên là con cũng thấy rất là may, nên con mới đưa ra cái đề tài làm gì trong nghịch cảnh để không vào đạo tràng được. Và con rất là tri ơn chị Metta, Vinh Giang Nhật Hà, Thi Na, học giáo pháp, Vinh Đạo Huynh, Thiện Vũ và Hồng Mai đã hoan hỷ cho ý kiến. Mỗi vị có một ý kiến cũng rất là hay. Sức kim nè. Thì con nói giống như Thiện Vũ lúc nãy nói, Thiện Vũ ước gì được cái tâm tự tại như sức kim. Nó vào được thì thôi, không vào được thì mình làm việc khác. Không có gì, không có mở thì chợ cũng đông. Thì thật sự nếu mà được cái tâm tự tại như Xích Kim thì phải nói là quá hay. Dạ, còn con thật sự nhà cũng như Trì Duyên Phương Pháp công sức là đồng ý cái câu này. Nhưng mà nếu mà con mà cứ Trì Duyên Phương Pháp, có nghĩa là
có sức khỏe thì con vào đạo tràng, có thời gian con vào đạo tràng, thì chắc con bỏ ngài Trí Đức một mình thôi. Dạ, con không phải nặng lòng, thì con phải nói là con rất là khỏe. Nhưng mà bản thân con, hồi xưa đó, con không có biết giáo pháp của Đức Thiếu Tông, con vẫn tu tập, con ăn chay trường, con đi làm phước, con tới chùa con cốc quả, con rất là tự tại, rất là an vui. Nhưng từ khi mà Đại Đức Pháp Tính dẫn con vào được nhà chùa Vũ Đức, cho con nghe được tỉnh Chư Tăng về nhà, nghe được bài kinh Bali đầu tiên, con không hiểu như thế nào mà tiếng Bali đối với con không nghe, con không hiểu, và con nghe lần đầu tiên, nhưng mà không biết như thế nào, con rất là xúc động khi Chư Tăng tụng Bali, và con nhất quyết con phải học được Bali. Dạ, con phải học được Bali. Nên con trì tâm con qua trụ Đức để con học Bali. Thật sự Nhật Quỳnh xin chia sẻ đạo tràng, Nhật Quỳnh học Bali rất là khổ. Dạ, dầm mưa dãi nắng, bị rầy bị chửi ung sùm hết, nhưng cũng cố gắng học, nhưng mà cũng không học được bao nhiêu hết. Khi qua tới Mỹ rồi, Nhật Quỳnh lễ bái Tam Bảo chưa xong. Dạ, nhưng mà buổi sáng thì ở Minh Râm là học pháp cú này kia, thì đó thì nghe thôi, như dịch nghe sấm vậy thôi, nhưng mà cũng ráng vào nghe. Rồi buổi chiều mà mặc dù là công ăn việc làm của Nhật Quỳnh nó thuận tiện, nên Nhật Quỳnh làm thì làm, trong việc làm Nhật Quỳnh có thể vào room rồi này kia, thì là Nhật Quỳnh đi lang thang, trời ơi, gặp được cái room Phật giáo Nam Truyền. Ôi, cái chữ Phật giáo Nam Truyền nó đập vô mắt Nhật Quỳnh mừng lắm, quý vị biết không, rất là mừng luôn. Và vào đó, vào cái room Phật giáo Nam Truyền này nhiều ngày tháng chứ không phải được như quý vị. Nhật Quỳnh rất là khâm phục quý vị, tuổi trẻ tài cao, nhà vào là học rớp, còn Nhật Quỳnh vào bao nhiêu tháng trời Nhật Quỳnh chưa dám cầm mic, mà ra tới ngày Trí Đức cứ thấy vào hoài. Thật sự không biết dùng máy như thế nào, không biết gõ chữ như thế nào, chỉ biết vào nghe thôi quý vị. Rồi cái học được chữ sa thú vậy thôi, không có biết gì hết luôn. Nhưng mà sau đó thì ngài Trí Đức kêu Nhật Quỳnh lên phải cầm mic hồi hướng, lúc đó tự nhiên không có MC, thì Nhật Quỳnh không biết làm sao cầm mic đâu. Thật sự cái Nhật Quỳnh phải chạy, phải gọi điện về cho sư Pháp Tính chỉ giùm con cầm mic. Sư chỉ cầm mic rồi lên hồi hướng được. Tại Nhật Quỳnh thường lễ bái Tam Bảo ở cái bàn Phật của mình, nên là khi ngài lên kêu hồn thì cũng có sao làm gì thôi. Dạ, thì coi như là cầm mic được rồi, thả mic không được, và bao nhiêu ngày không đọc được Bali đâu quý vị. Thật sự Nhật Quỳnh nói không có phải là nịnh quý vị đâu. Nhật Quỳnh rất là khâm phục quý vị, tuổi trẻ tài cao như chị Mata cũng vậy, lớn tuổi rồi mà chị vào thì học cũng rất là nhanh. Bản thân Nhật Quỳnh viết bao nhiêu là cuốn sách quý vị biết không, đây lấy cuốn tập mà sổ ra là Nhật Quỳnh viết vào đó, theo dõi sư dạy chữ này là trường âm nhấn, trường âm thông thường đọc như thế nào, quý vị đọc như thế nào. Nhật Quỳnh viết bao nhiêu cuốn như vậy đó, rồi ngày đó mới cầm mic được, và từ từ mới học gõ chữ được đó quý vị. Rồi khi học gõ chữ được rồi thì lúc đó đâu có được mà cái phong chữ của Việt Nam đâu. Bữa nào Nhật Quỳnh sẽ post một cái câu mà hồi đó Nhật Quỳnh học cho quý vị thấy chữ Việt. Rồi Nhật Quỳnh mài mò lúc đó vừa có cái phong chữ Việt Nam, Nhật Quỳnh phải học, Nhật Quỳnh thức hai đêm trời để gõ được chữ Bali, chữ Việt Nam. Xong rồi Nhật Quỳnh là phải tự sửa 423 câu đó nó như vậy. Coi như vừa làm vừa thức, mà làm lúc đó còn khỏe. Cách đây 10 năm về trước Nhật Quỳnh còn khỏe. Làm thì làm, buông tay ra là thức 1-2 giờ đêm luôn, để mày mò gõ chữ, rồi sửa tiếng Việt này kia. Nên Nhật Quỳnh rất là tán thán quý vị, Nhật Quỳnh và tri ơn cái lớp Phật giáo Nam Truyền, cũng như Nhật Quỳnh
nhớ ơn Tam Bảo. Khi Nhật Quỳnh học được giáo pháp của Đức Thế Tôn, Nhật Quỳnh cảm thấy bản thân Nhật Quỳnh rất là lợi ích, và thân bằng quyến thuộc của Nhật Quỳnh cũng rất là lợi ích. Nên Nhật Quỳnh nguyện trong tâm trả ơn Tam Bảo bằng cách phục sự Tam Bảo. Bất cứ việc lớn, việc nhỏ gì đạo tràng cần thì Nhật cố gắng hết sức mình để phục vụ đạo tràng, để quý vị vào học được phương pháp của Đức Phật, cũng như chư tăng giảng giải được giáo pháp của Đức Phật. Nên Nhật Quỳnh mà có công việc gì Nhật Quỳnh không vào được đạo tràng, lòng Nhật Quỳnh rất là rai rứt, cảm thấy như mình thiếu cái bổn phận, thiếu một cái trách nhiệm. Nên là Nhật Quỳnh mới đưa câu hỏi này lên. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức, thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức, cũng như là kính cảm ơn đạo tràng. Quý vị đã cho những ý kiến rất là hay để Nhật Quỳnh thu thập, để Nhật Quỳnh tự sửa bản thân mình, cũng như là quý vị gì cả vào đạo tràng học để quý sư được giảng, thì đây là một cái Nhật Quỳnh được phục vụ để kiếm chút xíu phước. Đại Nhật Quỳnh biết được rằng cái trí Nhật Quỳnh rất là ít, nhưng mà nhờ phục vụ Tam Bảo thì lần lần cái trí mình mới sáng ra. Nên Nhật Quỳnh tri ân tất cả. Và cũng như Gina là nhờ mùa Covid mà đã mà đã dạ cảm ơn đại dương rất là nhiều để Nhật Quỳnh bớt một cái câu hồi xưa nha quý vị. Một câu hồi xưa Nhật Quỳnh nhắc là có một vị giúp cho Nhật Quỳnh lấy lại cái câu Bali hồi xưa nè. Nhật Quỳnh copy ra cho quý vị coi chữ hồi xưa. Dạ. Để Nhật Quỳnh mở con chữ lớn ra. Sự khởi xưa đâu quý vị. Dạ, nên là giống như Tina vậy đó, nhiều khi nói nó hơi bị phản cảm là người ta đau khổ vì mùa Covid mà mình nói thì rõ ràng là rất là phản cảm, nhưng mà đây là sự thật. Nhiều mình thấy nhờ cái mùa Covid này, Nhật Quỳnh đã được làm thân bằng với Đức Phật. Thật sự Nhật Quỳnh rất xúc động nha quý vị. Nhật Quỳnh được làm thân bằng với Đức Phật là vì Nhật Quỳnh đã được một người con đi tu. Và bây giờ thì Nhật Quỳnh không là con của Nhật Quỳnh nữa, mà là con của Đức Phật. Nên Nhật Quỳnh rất là xúc động về cái việc này. Dạ, nên là một lần nữa con thành kính tri ân Ngài và kính cảm ơn tất cả đạo tràng. Dạ, bây giờ con kính chân minh đến Ngài ạ. Alo, 123, 123. Công nhận khi Nhật Quỳnh đưa ra cái đề tài này rất là hấp dẫn ha. Quý vị trong đạo tràng cũng nên tham gia. Và khi gặp cái khổ, gặp nghịch, your battery, please charge. Đó cũng là trở ngại. Alo, nghe rõ chưa? Quý vị thấy đang nói chuyện mà nó hết pin rồi. Nhưng mà bây giờ nghe rõ ha. Đó, trở ngại luôn luôn có xung quanh chúng ta, nhưng mà chúng ta có vượt qua được hay không, cái đó mới là cái điều quan trọng. Khi nãy giờ quý vị cũng lên trình bày ý kiến của mình, nhưng mà bây giờ để Đức Pháp Trang nghĩ sao? Gặp nghịch cảnh không có thuận thì chúng ta phải xử lý như thế nào? Alo, cung tịnh Đại Đức Pháp Trang, có bỏ của chạy lấy người không? Alo, Đại Đức Pháp Trang. Xà thủ, làm trụ trì nè, hướng dẫn cho một tỉnh nè, một tỉnh chỉ có một cái chùa mà bỏ của chạy lấy người thì làm sao mà xứng đáng là coi như tuổi trẻ tài cao ha.
một vị tăng tài của xứ Bình Định, xin cung thỉnh đại đức Pháp Trang. Quý vị thông cảm, cái máy này không biết nó bị cái gì mà chỉnh hoài nó cũng vậy. Bây giờ quý vị cố gắng dừng xe chứ. Trước tiên chúng con xin thành kính lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Thân chào quý tu nữ và chư Phật tử. Giờ nãy giờ sáng giờ thì con bên ngoài á, bây giờ chúng con vừa mới vào ngồi máy thì bị ngài bắt bỏ dĩa. Dạ. Thì hôm nay thì cái sinh hoạt tự nhiên. Dạ thì con không biết là sáng giờ thì đạo tràng cũng đề tài gì, nhưng mà con đến giờ thì con chỉ nghe được cái từ là cổ thôi. Dạ. Con nghe ngày cũng ngày cũng trình bày là cái cổ và cái nguyên nhân như thế nào để mình diệt được cổ đó. Dạ thì kính bạch ngày cũng bạch kính thưa quý vị, thì thật sự thì khi nói cái vấn đề tu tập thì theo cái sự hiểu biết của chúng con và theo một cái sự suy nghĩ của chúng con thì chúng con có một những cái suy nghĩ trong cái vấn đề thì chúng con nghĩ rằng thì đối với cuộc sống này thì không có cái gì mà nó được hoàn hảo cả. Khi mà con người mình còn là phàm phu thì không có cái gì nó hoàn toàn là hoàn hảo hết. Thì chúng con nghĩ rằng thì trong cái xã hội này thì chúng ta gặp rất nhiều chướng ngại, rất là nhiều sự khổ trong cái cuộc đời này, rất là nhiều sự khổ cuộc đời. Nhưng mà theo cái sự suy nghĩ của chúng con thì đối với cái cuộc sống khi mà mình sống ở ngoài cái xã hội ấy, mà mình không có những cái phương pháp tu tập và mình không có hiểu về cái lời dạy của Phật thì cái sự khổ đó nó sẽ luôn luôn nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi mãi mãi. Và khi mà mình đã hiểu được cái lời dạy của Phật thì sự khổ đó mình vẫn thấy nó là khổ, nhưng mà mình hiểu được, mình hiểu được lời dạy của Phật thì mình áp dụng và cái khổ đó từ từ nó sẽ giảm bớt dần dần đi. Còn nếu như mà không hiểu được thì mình khổ cũng nó sẽ không có cái con đường nào để mình giải thoát được cái khổ đó. Bởi vì cũng như khi mà Đức Phật Ngài thực hiện thế gian thì Ngài luôn luôn Ngài, cái giáo pháp của Đức Phật thì Ngài luôn luôn Ngài dạy rằng là có hai việc, tức là sự khổ và sự diệt khổ. Thì chúng con nghĩ rằng thì khi mà chúng con xuất gia và sống trong giáo pháp của Phật thì con nghĩ rằng thì cái khổ nó vẫn có, không thể là không có. Bởi vì trong cái cuộc sống này thì còn là phàm thì luôn luôn là mình không thể nào mà mình nói rằng là mình sẽ không có sự khổ. Mà cái khổ đó là luôn nó sẽ tìm đắm trong cái đời sống của mình khi mà mình còn là sinh tử luân hồi. Thì như vậy khi mà mình hiểu được cái lời dạy của Đức Phật thì mình thấy rằng khi mà cái sự khổ nó phát lên là mình thấy được cái nguyên nhân của khổ, mà mình phải hiểu rằng cái sự khổ này, nó cái nguyên nhân của sự khổ này nó sẽ xuất phát từ đâu và nó phải làm sao để mình diệt cái sự khổ đó. Thì cái việc của chúng con thì chúng con nghĩ rằng thì mình cần
Ngài dạy. Ví dụ như con nghĩ rằng khi mà mình tu thì khi mà cái sự sân, cái sự tham, sự sân nó sẽ khởi, khi mà tham mình sân khởi lên thì mình sẽ tìm hiểu cái nguyên nhân của cái sự tham này, và mình phải làm sao mình để mình kiểm soát được cái tham của mình. Thì đây là cái con đường mình tu tập là như vậy. Khi mà sân cũng vậy, khi mà sân mình sân khởi thì mình phải tìm hiểu cái nguyên nhân của cái sự sân, và mình phải làm sao mình tìm cái sự sân này để mình dần dần thì cái sự tập đó nó sẽ đưa con người mình tới một sự an ổn, và cái sự an ổn đó nó sẽ đưa con người mình dần dần đến một cái đời sống tốt đẹp hơn, và một đời sống của mình một đời sống thánh thiện, và một đời sống để mình hướng thiện. Chính nghĩa con đường hướng thiện đó là một con đường để mình đạt đến một cái đẹp tốt đời sống tốt của mình. Thì theo chúng con nghĩ là như vậy, bởi vì con nghĩ là nó chỉ có con đường là từ khổ và con đường của từ diệt khổ, thì chúng con nghĩ là như vậy. Thì nếu như mà cái sự mà mình không hiểu, không chịu hiểu được là giải được, thì sự khổ nó vẫn là mãi mãi, vẫn là thiên nhiên đầu to đời sống tại gia hay là đời sống chúng ta cũng vậy. Thì theo chúng con đang hiểu là như vậy, thì bây giờ thì con chỉ có một vài điều chia sẻ ở ngoài đó điều. Bây giờ thì chúng con chỉ có vài điều muốn con chia sẻ như vậy. Bây giờ chúng con xin lại cái ngày có gì thì xin ngày cũng chỉ dạy và đóng góp thêm để chúng con hỏi thêm. Giờ đây chúng con xin chân mất cho ngày. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, chúng con chưa thấy bàn tay của ngài. Dạ, con xin chân mất cho ngày. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thu đại đức Phật cha. Chỉ nghe được rõ ràng nhất là tiếng Nam mô Bụt Thầy giá. Kết thúc là nghe rõ lắm. Còn khi mà trình bày tại sao mà các bị đứt đoạn, không biết thưa quý vị có nghe rõ không, nhưng mà chúng tôi nghe nó không được liên tục. Nhưng mà cái chữ liên tục nhất là Nam mô Bụt Thầy giá, chấm dứt là nghe rất rõ. Alo, còn mấy phút nữa tôn thỉnh Đại Đức Tuệ Đức. Alo, Đại Đức Tuệ Đức. Có ý kiến thế nào? Hôm nay nói xấu Thích Nhật Quỳnh. Thích Nhật Quỳnh đưa lên một cái đề tài khó quá đi. Đề tài nó gặp nghịch cảnh không thuận thì giải quyết như thế nào đây? Cũng thỉnh Đại Đức Tuệ Đức. Alo, khi gặp trở ngại chúng ta bỏ cửa chạy lấy người hay sao? Hay là đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi ai sông. Alo, cung thỉnh Đại Đức Tuệ Đức ạ. Rồi, như vậy Đại Đức Tuệ Đức là thấy cũng ngại quá ha. Khi Nhật Quỳnh đưa ra đề tài khó quá, mà lên tham gia thì không biết nói gì đấy. Ai cũng nói hết trơn rồi, bây giờ nói thì trùng lập, hay là nói lên thì coi như sợ người ta cười, không sao đâu. Tham gia để có ý kiến, và mỗi ý kiến là một bài học, chứ không phải nói rằng ý kiến mình dở, ý kiến hay hay dở không quan trọng, mà nói lên cái chính cái cá nhân của mình này, những cái gì trắc trở của chính mình mà mình gặp trở ngại là mình phải trình bày, để nhờ đạo tràng, nhờ những vị thiện trí thức banh đi ta nên xe quá ngà, chắc là chúng ta thân cận những bậc thiện trí thức như thế này thì chúng ta học hỏi được rất nhiều. Nhất là sự tu tập của chúng ta bị vướng bận ở trong một chỗ nào đó mà không có lối thoát, thì đây là những đề một chí hướng cùng một lý tưởng, họ sẽ giúp chúng ta giải tỏa được những cái vấn đề đó. Hôm nay ngày mùng 3 Tết ha, đối với quý vị ở nước ngoài.
Việt Nam thì còn tới 20 mấy ngày nữa mới tới âm lịch. Thì hôm nay trong cái sự tâm sự mà chúng ta trong một năm qua gặp những trở ngại, nhưng là Thích Nhật Quỳnh vừa đưa lên đề tài này và quý vị đã tháo gỡ một cách rất là tuyệt vời. Ý kiến của quý vị có nhiều cái đề có những khác biệt, nhưng mà nói chung nhờ phiền não mà chúng ta mới tu, nhờ có cái khổ mà chúng ta mới cảm thấy an lạc. Và cũng nhờ có Covid mà Sitina cảm thấy tiến bộ nhiều hơn, cái tâm của mình vững chắc hơn. Xà thủ. Buổi sinh hoạt của chúng ta qua đề tài gặp nghịch cảnh không thuận để vào đạo tràng thì quý vị nên như thế nào và như thế nào ở đây, tức là hết giờ rồi, chúng ta kết thúc ở đây. Và ý kiến của quý vị rất là tuyệt vời, đó là những bài học để chúng tôi tiếp thu và chỉnh sửa để năm tới, năm Nhâm Dần, chúng ta phải mạnh mẽ như con cọp. Chúng ta phải vươn lên, phải có một cái sức mạnh. Buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc nơi đây. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả và hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin oai lực vô biên, chư trần giác độc giác và thinh văn chúng chúng hộ trì đến tăng ni và thiền nam tín nữ cùng Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê na sa thê la tê na sô thê vô hô tu sa pa đà. Do lời chân thật này, tín nhân và phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu kiến thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Xin mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng.